Rồi, Namaskar mọi người. Bữa nay chào mừng mọi người đến với lại lớp nấu ăn chay của Titi và các Maki Ananda Makya Sài Gòn. Hôm nay chúng ta sẽ học nấu làm phở chay, nấu phở chay hương vị Bắc của bạn Sulekha. Lớp chúng mình đang có 10 mà hai người host lại còn khoảng 10 người tham dự và mọi người đã chuẩn bị hết chưa? Bây giờ mình nhường lời cho bạn Suleka hướng dẫn nha. Namaskar. Namaskar mọi người ạ. Hôm nay Namaskar. em xin chia sẻ cái cách nấu phở ở miền Bắc, hương vị miền Bắc của em ạ. Thì chắc là mọi người ai cũng nấu giỏi cả rồi và cũng có bí quyết riêng, thì đây là cách nấu riêng của em. Em xin chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Đây có chị nào đang nấu cùng không ạ? Quá nhiều thì Dạ có em. Một bạn đi ra. Ai nữa? mọi người mở màn hình nghe nha, em muốn xem cùng Em nấu cho không? vui. Rồi bạn Ngọc Nanda Devi Maduri là ba người. Chị Kalyani nữa là bốn. Welcome Okay. Yeah. Cái nguyên liệu nấu phở hôm nay thì trước tiên thì em sẽ chia sẻ cái phần rau củ sẽ có thành phần nguyên liệu để nấu nước dùng trước ạ. Thì sẽ có su su này, củ sắn này, ngô này, cải thảo này. Cải thảo này thì mướp, cái gì ta, cái là cái gì ta, Củ cải củ trắng. cải, cải trắng. Cái phần cải thảo thì mọi người cái này mọi người sơ chế hết rồi đúng không ạ? Khi mà em có thông tin thì thấy là mình sơ chế hết rồi, bây giờ mình chỉ được nấu thôi, mình chỉ bắt đầu nấu. Phần cải thảo mọi người lưu ý xem là chúng ta chỉ lấy ở phần trên thôi nha, chỉ lấy ở cái phần cuống thôi để lấy chất ngọt thôi. Cái lá thì là mình bỏ vào thì nó sẽ nồng, đây là mình sẽ lấy, đây là nguyên liệu này. Còn ai mà mua ngô về giống em có cái dâu ngô ấy, em cũng lấy em nấu luôn, em cho vào đây. Rồi nguyên liệu nấu nước dùng thì sẽ có những thứ em vừa nói này, rồi gừng này, gừng già này, rồi nguyên liệu gia vị như sau này. Gia vị thì như em ở đây thì Sorry, sao mình không đây thấy hình? ok luôn. Xin lỗi, sao mình không thấy được hình của bạn đang hướng dẫn? Cô Khanh giúp mình nha. Chủ yếu là có hai cái màn hình đó chị Linh, hai màn hình mà thấy đồ ăn chứ không thấy mặt người. Ủa Mình không thấy gì hết, mình chỉ thấy màn hình của cô Khanh nè hiện tại. ok vậy chị lấy cái tay chị lật qua, nó có nhiều trang á, chị ra cái trang đầu á, mình có cái pin rồi mà. Rồi mình thấy rồi, xin lỗi mọi người nha, đã cắt ngang, xin lỗi cả Dạ nhà. rồi. Rồi tiếp theo phần gia vị. Gia vị thì sẽ có hai cái phần, một phần là em dùng để em bỏ ra em món, cái món phụ sẽ có món phụ, món chính là món phở. Món phụ mình sẽ làm trên cái chảo để xanh tận dụng cái nguyên liệu, sau khi mình nấu cái nước dùng rồi nó vẫn còn cái rau củ nó đang dùng được, em không có bỏ phí. Em sẽ cho cái nấu chả, thì cái gia vị nó sẽ gồm có nấu nước phở này, đường phèn này, mọi người có thể dùng đường phèn. Đường phèn thì dùng hoặc là đường thốt nốt cũng được ạ. Ở đây em dùng đường phèn thì nếu mọi người có thì mua được cái đường phèn màu á, đường phèn mà nó chưa tẩy á. Cái này em tại vì hôm dịch em đi mua thì nó chỉ có cái màu trắng thôi, thì cái màu này nó cũng được nhưng mà nó không tốt đâu. Cái muối sấy này, mắm này, tiêu sọ này và một gói gia vị phở dạng khô. Nếu như mà ai mà mua cái gói mà người ta xay từ bột rồi thì cũng được ạ, thì cũng tiện hơn. Mọi người cho vào trong cái, cũng phải cho vào trong cái túi vải. Khi mà em mua cái túi gia vị nấu phở này thì nó kèm theo một cái túi vải như thế này rồi, thì mọi người rất là tiện, có thể cho vào. Còn nếu không thì mình giống như em thường có cái túi này, mọi người mua trên mạng nó có một bộ như này, mình cho thì mình nấu. Rồi tiếp cái phần thịt chay.
Chay thì có thịt chay này và một miếng đậu hũ. Đây là cái nguyên liệu em chỉ nấu cho hai người thôi, nên là em chỉ làm một miếng đậu hũ. Cái này thực ra là khi mà mình chiên đây thì mình có làm bằng ba bát phở. Tiếp đó là cái món phụ thứ hai là có đậu xanh này. Cái này là hấp chín rồi ạ, ngâm và hấp chín rồi. Hạt chia cũng đã ngâm, mà cái mai để qua đêm mình cho vào tủ lạnh, còn nếu không mình ngâm từ sáng đến giờ thì khoảng tầm 5-6 tiếng là ok rồi, chúng ta ngâm thì nó nở như này. Tiếp là đây là bột năng, bột mì. Đây là cái gia vị cho món phụ thứ hai. Bánh phở, phở để mọi người mua thì em dùng phở khô em luộc, tại vì nhà có sẵn. Thì em thích dùng phở khô là phở phở tươi, vì là họ làm có hơi cái vị chua em không thích lắm. Tiếp theo rau ăn kèm thì chúng ta sẽ có giá và húng, và húng 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 bắc hà, nhưng mà em thích ăn thêm ít cái rau trộn nữa, cho nên em bỏ thêm vào đây. Em bỏ thêm rau diếp cá, rồi tùy theo sở thích của mọi người ạ. Chủ yếu là sẽ dùng giá và húng quế, chanh. Ở đây có chanh, phở thì không thể thiếu chanh được, chanh giấy và ớt. Ớt thì mọi người thường ở miền Bắc thì mọi người thích ăn tương ớt hơn. Cái sai tương ớt là như thế này, miền Bắc thì mọi người thích ăn phở với tương ớt, hoặc là ớt ớt xào ở ngoài mọi người hay làm, còn nếu không thì mình thích ăn ớt tươi cũng được. Em sau đây trong chí có đẹp rồi. Và ăn kèm cùng với tiêu xay. Tiêu xay rồi. Còn cái gia vị ăn, thêm cái này ăn kèm nữa. Cái này là khi mình bỏ bát phở nha, thì có rau ngò dí này, mùi ngò gai rồi, và cái rễ mùi này nữa, em quên. Cái rễ mùi này là khi mọi người mua nha, mọi người thì mua cái rễ to một xíu già, và mình giữ để mình nấu nước, nước 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 dùng cho thơm, mình bỏ vào cái nước dùng. Rồi mọi người đủ chưa? Bây giờ mình bắt đầu còn nấu nha. Đầu tiên là mình sẽ nấu nước dùng trước. Nếu mà cái gói gia vị ấy của mọi người, nó sẽ có một loại là người ta chưa rang và một loại người ta rang rồi. Chả bột thì không nói gì, nhưng của em mà chưa rang, nếu mà người ta không ghi không có ghi chú là cần phải rang qua, thì mọi người có bỏ trực tiếp vào cái túi, là túi lọc luôn. Còn của em là người ta ghi là vẫn phải rang, lát nữa em sẽ rang. Bây giờ mình sẽ cắt cái đồ này ra, mình cho vào nồi trước. Su cho cái tóc vào. Thì hầm nên là em cũng không có bỏ em để không có bỏ quả ruột, em để nguyên tắt được. Và khi cắt cái nguyên liệu rau củ này thì mình sẽ cắt theo đường chéo nha. Vì sao cắt theo đường chéo? Vì cắt theo đường chéo thì cái nước ngọt nó sẽ tiết ra ngoài nhiều hơn, và sau bên mình cắt ngang. Mình cắt xong mình cho vào cái nồi. Đầu tiên mình sẽ mở nguyên liệu vào nồi trước. Này thì em nấu cho nguyên liệu, em chỉ nấu 2,5 lít, cái nguyên liệu mình dùng mình nấu cho 2,5 lít đến 3 lít thì mình có thể làm được khoảng tầm 3 bát phở vừa, dạng vừa, và nếu mà bát phở to to đại ấy, thì khoảng 3 bát. Thì em dùng một quả su su này, hai cái củ vải trắng này thì có thể mình mua, nếu ở ngoài mua củ vải to thì là một củ vừa, còn nếu mà mình mua củ nhỏ thì là 2 củ. Em thích chọn cái loại củ nhỏ này, như kiểu của mình các ở quê hay 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 trồng, nó tự trồng thì cái vị nó ngon hơn là so với củ cải mình mua Đà Lạt hay lấy, cái vị nó không ấy. Cái dâu ngô em xong rồi rồi cải À, bây thảo, giờ mình xắt hết nguyên liệu, mình bỏ vô cái nồi mình nấu luôn phải không chị? đúng rồi đúng rồi, cải thảo thì em đã cắt thế này rồi, em để nguyên sau luôn. Rồi em lỡ ấy lá luôn rồi, cứ bỏ lá vào luôn nha. Chị lấy lá ra, nếu mất lá thì cái lá khi mà mình nấu á, mình sẽ nấu nước khoảng tầm từ 35 đến 40 phút, cho nên là cái nước mà cái lá nó nấu lâu nó không nồng, cái vị nó nồng nó không ngon. Mình bỏ, mình chỉ Ok. có mình vắt lá ra một xíu. Ngô thì mình cắt khúc thôi, bỏ vào. Củ sắn em cũng dùng, em mua một củ.
mình nếu nấu cho nhiều người hơn thì có thể gấp đôi lên cũng được, hoặc nồi to hơn. Và cái nồi mình nấu dùng để mình nấu cái nước lạnh, nước dùng gì ấy, cũng nên dùng cái nồi sâu. Ở đây cũng có mà cái nồi sâu, vì sao mình dùng cái nồi sâu? Bởi vì dùng cái nồi sâu nhất là cái bay hơi nó ớt bớt bay hơi, nó không bay hơi nhanh như cái nồi mà mình rộng. Thứ hai nữa là cái nhiệt độ nó giữ được lâu hơn, thì nấu nước dùng nó sẽ tiết ra tốt hơn, cái nhiệt độ nó giữ tốt hơn, nó không bay hơi nhiều. Mình tắt xong rồi mình bỏ vào hết nước cũng thế, chúng ta phải tắt 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 kéo nha. Thì miếng trái như này mình bán được như này, chúng ta không cắt ngang, cắt xéo này để cái ngọt tiết và nó sẽ nhiều hơn. Và chúng ta chọn mướp già, mướp khi mà nấu dùng để nấu nước dùng thì chúng ta sẽ dùng mướp già, đi mới sợ mướp già không có mướp non, mướp non thì cái vị nó sẽ không ngọt bằng mướp già, còn già thì tốt. Rồi sau khi mình cho hết rồi mình sẽ tiếp gừng, mình sẽ đập gừng mình cho vào, rễ mùi chúng ta cũng cho vào trong phần đồi. Đường thì chúng ta sẽ cho tầm gai gọc thơm, chúng ta sẽ cho em sẽ cho thêm một tí gọc thơm. Em sẽ dùng khoảng tầm 3 nhánh nhỏ như thế này, mình đập dập mình cho vào, đập dập dập thôi, không phải mắc quá. Rồi ở đây em sẽ cho 3 lít nước, vì mình nấu mình còn căn nữa, mình căn cả cái lúc mà nó tầm 30 đến 35 đến 45 phút thì nó sẽ bay hơi đấy. Rồi sẽ cho khoảng tầm 3 lít nước vào đây. Ở cái phần nước dùng này thì thường thường nếu mà chúng ta không muốn dùng mì chính hay là không muốn dùng bột nêm thì chúng ta có thể, mà trong lúc mình nấu hàng ngày nhà có những cái đồ củ mà nó thừa đuôi chẹo một tí, mình giữ lại xong rồi mình cho và mình nấu như này để làm cái nước nêm nó thay cho cái mì chính, hoặc bột nêm rất là tốt. Hoặc là mía, chúng ta dùng thì bây giờ đang có mùa mía ở Sài Gòn, em thấy có mía đó. Nó rẻ thì chúng ta có thể mua về giữ cái mắt được. Em hay nấu kiểu vậy, em hay đi mua mía về xong rồi em ăn rồi em để lại cái mắt, rồi em chẻ nhỏ ra rồi em mua thêm cái củ cải này, xong rồi cứ sáng mình có thời gian mình nấu nha. Ví dụ như cái nước dùng này khi mà mọi người có thể dùng sử dụng được nửa ngày, tức là có thể giữ được nửa ngày, chúng ta không giữ lâu quá. Khi mà nấu xong để mình giữ lại, mình nấu cho cả nhà, cho cả ngày luôn đấy, giữ các món. Các món như sốt này, thì xào cũng được, mình nấu đặc tí. Hoặc là mình nấu canh, mình thay mình chính mình nấu cái nước dùng này, xong rồi mình cho vào tủ lạnh mình giữ. Nhưng mà chỉ giữ được khoảng tầm nửa ngày nha, bởi vì nó là rau củ nên là nó rất là nhanh chiêu. Và khi mọi người nấu thì mọi người sẽ không có bỏ muối gì hết, thì nấu không thôi, và giữ tủ lạnh. Còn khi mà mình lát nữa mình nấu thì mình sẽ cho muối. Rồi bây giờ mình bắt vào bếp, em sẽ cho cái bếp này, bếp kia mình làm cái khác. Rồi cho các chị cho lên, và các chị cho vào lửa to nha. Khi sôi thì chúng ta sẽ bắt đầu bật lửa nhỏ. Chúng ta mở vung hay hé vung là chúng ta không đậy vung lại, vì đây là mình ninh rau củ á, cho nên là nó sẽ, nếu mà mình đậy vung lại nó sẽ bị nồng và cái nước nó không được tan. Xong rồi bây giờ mình nấu. Như vậy cho chị hỏi, hồi nãy là cắt rau củ là em đã cắt bỏ vô nồi hết rồi em để nước nước máy bỏ vô đúng không, mình đông nước máy bỏ vô? Vâng, tức là em tại vì là mình dùng khoảng tầm 2 lít rưỡi đến 3 lít, thì em sẽ nấu 2 lít rưỡi, nên là em sẽ tăng 3 lít nhiều một tí để trong cái lúc mà mình nấu mình mở vung ra nó sẽ bay hơi bớt đi nữa. Đúng rồi. Trừ đi. Rồi rồi. Của em căn sẽ khoảng tầm 400 ml nước nha. Ừ. Rồi. Trong cái phần nấu thì đây. Ca ơi, cho chị hỏi, cho chị hỏi là nước mà cho rau củ vô nồi là mình cho nước lạnh chứ đâu, hay là mình đun nước sôi trước rồi mình mới thả ra đâu? Mình cho nước lạnh chị. Mình cho nước lạnh giúp em nha. Nước máy. Vâng. Nước lọc còn tốt, cái nước mà đã lọc mình hay dùng máy lọc á, nó tốt hơn là dùng nước máy. Chị cảm ơn. À còn đậu xanh là hấp hấp chín lên hả em, đậu xanh á?
đậu xanh thì ta ngâm và hấp chín trong cái phần mà đưa thông tin thì em đã cho nó, tại vì là mất thời gian á, cái này nấu luôn lâu thì mình còn phải ngâm nữa, ngâm cho nó, kể cả đậu mà đã lớp vỏ rồi nhưng mà mình phải ngâm, mình ngâm khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng cho nó nở ra, sau đó mình cho vào cái nồi mình hấp. Em đổ cái bát em cho vào cái nồi, mình đổ nước một ít thôi, xong mình hấp khoảng tầm 10 phút là nó đã chín rồi, nó chín như thế này, lát nữa mình sẽ nghiền nó ra. Được ạ. Vậy để chị hấp, tại chị cũng có ngâm rồi. Rồi trong lúc mà chúng ta chờ cái nước này sôi, khi mà sôi chúng ta sẽ bật lửa nhỏ nhá. Rồi để nó sôi chúng ta sẽ làm cái thịt chay. Thực ra thì cái thịt chay này thì nếu mà được ngon nhất ấy thì chúng ta sẽ làm cái chúng ta ướp và chúng ta để qua đêm. Nó ngon hơn sau khi qua đêm xong mình cho mình nấu á, cái vị nó rất là mềm và nó thấm rất là sâu vào những miếng thịt. Nhưng mà tại vì hay là ấy thì em sẽ hướng dẫn, sẽ chia sẻ mọi người cách ướp thịt của em. Rồi. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ cắt thịt trước, cái này nó hơi to nên em cắt nhỏ ra. Thịt chay. Nếu mà có cái thịt ở đây có cái thịt bò nhưng mà em mua phải cái thịt này nó em không ưng ý em lắm. Bình thường nó có cái thịt cái màu nó tí hơn. Rồi chúng ta sẽ cắt cái thịt này ra nhỏ ra. Chúng ta cho cái bát. Chúng ta sẽ ướp thịt trước. Để trong lúc chúng ta chờ ra chờ cái nước sôi này chúng ta sẽ chế biến thịt trước để cho nó có thời gian nó ngấm. Cái gia vị sau khi mình xào thì cái miếng thịt cũng sẽ ngon hơn. Chúng ta sẽ cắt cái thịt to này thì mọi người tùy theo khẩu vị của người nhé. Bình thường như cái này đã là to rồi, vừa rồi, nhưng mà em sẽ cắt nhỏ ra bởi vì nó hơi to này, thế hơi to nên sẽ cắt đôi. Thưa cha ơi, là cái miếng miếng thịt chay đó là mình ngâm mềm trước rồi đúng không em? Đúng rồi chị, đúng rồi. Trước cái này em ngâm khoảng bình thường thì em sẽ ngâm nước lạnh nhá, tại vì là nước sẽ giòn hơn là so mình ngâm nước nóng, nó nhanh nhưng mà nó sẽ làm cái miếng thịt nó mềm nó không ngon. Thì em cắt đôi ra, mình cắt đôi hết cái này ra. Hoặc là có thể để cả miếng to cũng được, tùy theo cái sở thích của người ăn, muốn ăn to nhỏ thì sao. Cắt, mình cắt ra. Mình sẽ ướp thịt trước. Này đánh tiếp nhiều thịt như thế nào rồi. Sau khi mình cắt xong rồi này, rồi mình sẽ cho gừng. Mình đập gừng nhỏ ra. Chúng ta cho khoảng một miếng gừng nhỏ này, khoảng tầm một đốt ngón tay. Hoặc là hơn tùy vào cái lượng thịt của mọi người nhé. Như của em là dùng khoảng tầm Ủa em hỏi lại nãy giờ mình chưa có bỏ cái gói gia vị phở vô mà đúng không? Không ạ, à, đấy là mình nấu nước dùng, mình lát mình nấu nước lèo. Có nghĩa là nước lèo là cái nước mà chúng ta đã có gia vị rồi. Chúng ta sau khi nước dùng rồi, chúng ta lấy cái nước dùng đó, chúng ta mới chế biến cái nước có gia vị ạ. Thì okay. Cái phở đó chúng ta sẽ nấu sau. Thì khoảng tầm sau khi nấu, khoảng mất khoảng tầm hơn một tiếng một tí. Sau khi nấu nước dùng, nấu nước thả nước lèo. Ở đây là nước lèo đấy. Rồi chúng ta băm nhỏ cái gừng này ra cho nó thơm, rồi chúng ta sẽ cho vào cái này, vào cái thịt chay này. Rồi sau khi cho thịt chay rồi thì chúng ta sẽ ướp cùng với một ít hạt tiêu. Tiêu xay. Cho cái vị nó thơm. Giống như cái vị là lá thịt bò một xíu. Rồi tiêu xay này, chúng ta sẽ cho một ít mắm. Mắm chay. Nấu phở là không phải thiếu mắm chay rồi. Đây sẽ cho khoảng tầm như cái thìa con này nha. Như cái thìa muỗng thìa ăn này, chúng ta sẽ cho khoảng tầm một muỗng. Em sẽ cho khoảng 1.5 muỗng. Hai muỗng đi. Rồi. Hai muỗng thêm một ít dầu ăn. Chúng ta một tí dầu ăn để cho nó tạo độ mềm. Rồi xong dầu ăn rồi. Tiêu rồi. Chúng ta đảo lên. Ôi cái đĩa cả. Chúng ta cho vào cho thêm mắm vào với hạt tiêu và nó sẽ dậy cái mùi thơm như em có ướp cái thịt bò ấy. Và cho một thêm một xíu
cái đường này. Có mọi người cho đường cát cũng được, đường 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 đen, đường nhỏ nhỏ, hoặc là ai có một đĩa thì cho vào, mình chốt nốt. Em đem có ngày em chuyện cho luôn, thì đúng là mình xào đến cũng ngấm được. Em sẽ cho khoảng tầm 1/3 cái mũi thìa ăn này, thìa canh này, à thìa 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 ăn này, em cho vào ướp cùng. Rồi bây giờ mình ướp rồi, mình sẽ nấu lên một cái thứ nữa, đó là chúng ta sẽ thắng đường để tạo cái vị ngon thơm cho phở nữa, cái vị đặc trưng của phở ấy. Chúng ta sẽ làm cái món nước hàng, rồi chúng ta sẽ thắng hàng lên, xong chúng ta tận đổ ở đây, chúng ta sẽ ướp tiếp ngay cái để cho nó ngấm mắm. Rồi giờ chúng ta sẽ qua chúng ta thắng cái nước hàng. Nước màu này thực ra thì mọi người có sẵn nước màu mua sẵn cũng được, nhưng mà em thích thắng thì thắng không thôi. Còn cái nước hàng em khi em cho vào em ướp thì em cảm thấy cái vị nó không được thơm khi mình cho vào nước, cái vị nước hàng nó không được thơm bằng. Rồi em sẽ cho khoảng tầm ok một muỗng cái thìa này nha, chúng ta làm cái thìa đơn vị đo chúng ta bị nha. Làm chậm chậm này. Nói chậm chậm là em là không kịp. Nhanh quá. Em mới có tới giai đoạn okay. Em ướp à. Ở đây em chờ mọi người. Mọi bây người đâu em rồi? Em ướp một tí xíu dầu, tí xíu mật mía, một tí xíu nước mắm, một tí xíu tiêu. Dạ. Tí vâng, xíu gừng. Và gừng nữa. Gừng gì nữa? Khoảng tầm hơn một bớt ngón tay một xíu, bớt rưỡi đi. Để cho nó dậy mùi lên. Rồi rồi, từ từ đợi nghe, làm nhanh quá. Suluka ơi, em nói lại những cái thứ ướp vô trong thịt chay đi, chị cũng không kịp á. À, thịt chay thì khi ướp thì em sẽ cắt này, rồi em sẽ cho hạt tiêu bắc là một này, hạt tiêu xay, gừng, băm nhỏ, rồi một ít dầu ăn để cho nó mềm, cộng với là một ít đường, đường tùy mọi người cho loại nào cũng được. Em có cái này thì em đỡ, em cho vào luôn cái đường thành thì em cho vào, được chưa? Rồi mình đảo đều, mình ướp thì để đấy. Thì khi mọi người ướp cái mắm rồi, mình cho cái mắm nữa, hai thìa mắm. Với khoảng tầm em như cái miếng thịt bò lát này em cho 8 miếng. 8 miếng là khoảng tầm bao nhiêu gram ta? 300 thì phải. 30 à? Rồi, và cái thìa này thì em sẽ cho tầm 2 thìa nước mắm. 2 hoặc 1 thìa rưỡi cũng được, tùy vào cái loại nước mắm và cái vị mà các chị dùng, là nó đậm hay nó nhạt thì chúng ta sẽ cho vào. Thì em sẽ cho 2 thìa này, như cái mắm này nó hơi nhạt, thì em sẽ cho 2 cái thìa này em vào ướp. Là cái thịt chay đó lại là cắt nhỏ, cắt hạt lựu ra hả hả em? À không ạ, chị cắt miếng, chị giống như thịt bò ấy chị. À. Cái miếng mà mình làm phở bò ấy thì chị cắt tùy theo, ví dụ như là bình thường cái miếng nó tất tất đôi như này rồi, cái miếng thịt mà em mua ấy thì nó to như này, nó to là rất nhờ đâu nhỉ, nó to gấp đôi miếng này, thì em sẽ cắt nhỏ cho vừa ăn á, tùy khẩu vị. Ở nhà chị thích ăn to ăn nhỏ thì cắt, để như ở đây thì em thích là cắt nhỏ vừa vừa này để to miệng cho nó dễ ăn. Rồi em cắt nhỏ, em cắt nhỏ cắt đôi ra. Còn mọi người ở nhà, mọi người mua cái thịt chay nó to hoặc là thịt chay nó vừa rồi thì mọi người chỉ ngâm thôi, mọi người ngâm thôi thì mọi người không phải cắt, tùy vào cái sở thích ăn thịt to thịt nhỏ, khổ cái miếng to nhỏ. Được chưa mọi người, xong chưa? Các chị là đã sơ chế rau rồi đúng không? Sơ chế rau trước rồi đúng không? Hay là bây giờ mới sơ chế? À, sơ chế từ trước rồi, xong hết rồi, ngâm đậu đồ xong hết rồi, bây giờ mới vừa ướp rồi, xong okay. Rồi xong rồi, đảo đều. Khi mà mình đảo mình cảm thấy cái mùi nha, cái mùi nó bốc lên á, cái mùi mắm nó quyện với cái mùi gừng nó rất là thơm, mà cả tiêu bắc nữa. Nãy em quên bỏ mắm rồi, em bỏ tí xíu muối hành rồi. À, không sao ạ, chị bỏ thêm một thìa mắm nữa thôi. Cái này là mình phải có mắm nha, có mắm nó dậy được mùi. Rồi cái mùi thịt, cái topping này nó rất là quan trọng nha. Cái nước phở quan trọng nhất, và thứ hai là cái topping khi mình ăn đó. Bình thường là nhiều người ngâm mà không biết ấy thì cái thịt nó sẽ cứng đó chị, nó sẽ cứng. Và em chia sẻ thêm cái bí quyết của em là muốn cái thịt ngon ấy, mà nó ngon thì mình làm xong, khi mình cho cái nước hàng tắt mình làm, em hướng dẫn thì mình sẽ cho tủ lạnh, mình có thể ngâm, mình có thể tức là ướp khoảng tầm qua đêm càng tốt, 6 đến 8 tiếng hoặc nửa ngày, là cái vị sau khi mà mình cho mình nấu rất là ngon, nó không bị mất cái vị đi khi mình cho vào nước lèo. Ok, này mình làm hơi gấp ha, có thời gian nó không, tại vì em hướng dẫn mọi người á, cho nên là em không có làm trước. Bình thường là khi nấu là em sẽ làm trước, em làm là ví dụ mai nấu thì hôm nay tối nay sẽ làm,
hoặc là chiều em Đúng nấu rồi, đúng tối rồi. sáng em sẽ làm, Ướp em ướp qua đêm để nó làm. thấm hơn. Đúng rồi, nó thấm và cái vị nó rất là ngon. Rồi em xong. Rồi mọi người xong thì em chuyển tiếp nha. Bây giờ mình qua làm cái công đoạn là mình làm nước hàng này, mình đổ vào mình ướp cái thịt kia. Thì em sẽ cho khoảng tầm, chỉ cần mình lấy một xíu cái màu thôi. Cái vị Su thôi, ơi. Em lấy khoảng tầm. Su, Su lên Kha ơi. Dạ, dạ. Cho interrupt mọi người một tí là nói lại cái lúc đun nước, review lại cái đoạn đun nước lèo ấy. Một chút nước lèo thì ừ. Đầu tiên là mình cho nguyên liệu vào trước là chị, cho nguyên rồi. Liệu và cái cắt thì mình cắt cái đường chéo. Rồi không xong rồi. Đấy, ừ rồi. Cho phần tập vào thì mình đổ khoảng tầm 2 lít sữa, mình đổ 3 lít đi. Vì rồi. Mình dùng 2 lít sữa đúng không? Khoảng tầm 4 bát phở. Trong okay. Một nhà ăn 3 đến 4 người. Rồi. Khoảng tầm thì chị cứ cho 3 hoặc hơn 3 cũng được. Hơn 3 lít được thì mình nấu thì nó bay hơi là vừa. Rồi. Rồi chị cho vào rồi chị đậy vung lại, chị đun lên để xem nó sôi chưa. À đun mình vậy đun thôi, lửa không to. Cho thêm gì gì. Ok. Rồi. Không, mình đun xong tí chưa sôi cho mình gì. Cho muối xong. Ừ. Rồi. Ok ok. Đun Rồi ở mức lửa to nhất nha để cho nó nhanh sôi, xong tí ok nữa sôi ok. xong cho các bạn nhỏ lửa. Rồi. Rồi, bên cái này thì em sẽ cho khoảng tầm một thìa rưỡi cái đường này, rồi thêm tỷ lệ 1:1 nha, nước. Đâu rồi? Ở đây nước thì em sẽ cho tương tự luôn. Cứ một 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 thìa nước thì một thìa đường. Đây thắng hàng lên. Rồi quá rồi. Này chị đang làm rồi. Nước màu á đúng không? Đúng rồi. Sau đó chúng ta sẽ bật lửa lên và chúng ta thắng nước. Có nước màu để ướp thịt nha, cái nước màu là để ướp thịt. Chắc nhà có nước màu ở Bến Tre người ta biếu rồi cũng ngon lắm mà. À, nếu mà chị có sẵn thì chị cho luôn vào thịt ướp. Chị cho em khoảng tầm nửa thìa thôi, chúng ta sẽ cho nửa thìa ngay nha. Rồi. Với cái nước màu mà mọi người mua ở ngoài ấy, thường thường là cái màu nó rất là đậm, cho nên mình chỉ cho nửa thìa này thôi. Đó, xong mình ướp đều luôn. Cái màu này ở ở dưới Bến Tre người ta, nhà người ta làm người ta nấu đó. Và tự người ta ấy người ta biến mình thắng, mua được cái loại ngon đó thì rất là ngon chị ạ. Thơm lắm, em thơm lắm luôn. Bởi vì em kiểm soát cái màu của nó. Thì em không thích cái màu ở ngoài mua màu hơi đậm. Đậm vào thì nó sẽ làm sau cái nước lèo nó sẽ bị nước lèo nó không được trong, nó sẽ đậm màu nó không. Rồi mình cứ đun. Chồng ơi chồng. Rồi cái nước sôi rồi chúng ta sẽ quậy, dùng cái đũa thôi, chúng ta quậy. Quậy cho nó tan ra xong rồi để nó lên màu. Em sẽ bật lửa nhỏ lại khi nước sôi thì ta bật lửa nhỏ lại. Để chúng ta chuyển sang cái màu. Em chỉ thích cái màu nó nhạt vừa thôi. Màu ở trong cái nước mình mua là màu cánh gián đậm thì em chỉ làm cái màu nó ngả màu vàng nâu. Mình quậy đều cho nó tan cái đường này ra. Mọi người nhớ tiền tay hai chiếc nấu nha. Ở nhà em còn ba loại thịt em cứ quất láng lên có nào. Chị có, chị cho cả ba cũng được. Cái thịt thì nó dễ mà chị. Thịt miễn thịt thì cũng được nhưng mà cái vị thích thì mình cho lát bò thì mình giống phở bò á thì cái bò cái vị đây thì nó sẽ dễ hơn. Đây nó có lát heo với lát sườn cái gì đó em cứ cho vào tốt hết. Vâng, chị nhớ ngâm nước lạnh nha, mình ngâm nước lạnh xong rồi bắt nó ra, phải bóp bắt nó ra nước. Vâng, mình rửa, em quên không phải luôn cái phần thịt cay thì mình ngâm xong rồi mình sẽ rửa 2 đến 3 nước mình vắt thật sạch, thật mạnh cho nó hết cái nước vàng ra. Đấy, khi nước nó xong thì nó ok. Bữa nãy em vắt nữa nó cũng còn đục đục một tí. Thôi kệ, ăn khô luôn. Ra để khi mình cho gia vị vào nó sẽ ngấm sâu vào trong. Mình vắt nước khoáng vắt thật khô. Rồi nó tan hoàn toàn rồi, bây giờ mình cuộn tiếp để cho nó chuyển màu, đang chuyển màu rồi. Này em thích ăn phở lắm, em có thể ăn được cả phần phở.
từ sáng đến chiều, xong từ ngày nay đến ngày mai, từ thứ hai cho đến thứ bảy. Ở đây là mọi người thích ăn món nước, món gì ạ? Ok, bây giờ chuyển sang màu vàng đẹp rồi. Rồi, em sẽ ở em nhấc nhấc cái này lên và em quậy tiếp. Chúng ta đến hơi ngả màu vàng nhạt thôi nha, là chúng ta đã tắt bếp rồi. Mọi người nhìn thấy chưa? Và để cái màu nó sẽ hơi tránh tán một xíu thôi, chứ đừng để nó đen xì ra. Hơi vàng nhạt là chúng ta sẽ tắt bếp đi phần nấc luôn, tại vì nhiệt độ nó vẫn còn cháy trước thì chúng ta sẽ bỏ ra. Rồi em sẽ cho một xíu nước vào đây, một xíu thôi. Để cho cái đường này nó tan ra để nó ngấm nó dễ. Cho một tí nước vào nó vẫn còn đen màu. Độ rất là cao khi mình cho nước vào nó vẫn tiếp tục nó sôi. Mình quậy cho cái đường này nó tan ra. Đó, mình không có bỏ nước là nó sẽ bị bóng ở trong cái khoảng này. Mình cứ cho thêm một xíu nước để cho nó tan ra là được, nó tan đều. Một xíu thôi nha, đừng cho nhiều quá. Khoảng tầm 2 thìa hoặc là hơn 2 3 thìa gì đó. Em cứ làm từng. Rồi khi được ra thì nó ra cái nước màu như này. Nó đóng ở dưới đáy chả một xíu thì em cứ bật lên để em đun lên để cho nó sạch lan cái này ra. Sau đó chúng ta sẽ đổ cái nước này, hỗn hợp này vào trong cái thịt cay. Chúng ta tiếp tục chúng ta ướp. Ở cái mùi rất thơm. Cái mùi thơm này nó sẽ đổ vào. Cha ơi, cho chị hỏi lại với, là em thắng nước màu xong lại cho cái gì vô nước màu vậy? Em cho một xíu nước đó chị. Tại khi đầu tiên mình sẽ cho nước nha. Tỷ lệ là 1:1, tức là một thìa đường, một thìa nước. Rồi mình quậy tan lên, mình quậy tan khi mà nó lên màu rồi thì cái này nó sẽ hơi cứng lại, cho nên em sẽ đổ thêm một xíu nước vào thôi. Khoảng tầm 1 thìa nước nữa để cho nó chảy hết cái này ra. Nó cứng thì hình thắng lên nó sẽ chính một cánh chảo ấy ạ. Rồi nó tan ra rồi thì bây giờ xong rồi em sẽ đổ nha. Rồi em qua đây em đổ vào cái phần thịt chay này. Đó. Bây giờ nó còn hơi dính một tí em sẽ cho thêm nước vào để em tráng cái đáy chảo này. Cho đỡ khí. Rồi cho thêm một tí nước vào đây, quậy nó lên, nó tan nó đang bấm vào dưới đặc khoảng ngay khoảng tầm 4-5 thìa nước sau khi mà tổng mình cho vào ấy, lúc mình nấu và lúc mình đó mình tráng cái chảo nó vẫn còn ra cái nước màu đẹp thì chúng ta cho hết vào đây. Ok. Rồi, bây giờ em chạy qua đây một xíu nha. Cái nước này đã sôi rồi này. Cái nước rau củ sôi rồi thì em sẽ sở lửa cho nó nhỏ lửa. Chúng ta không bật to lửa, lửa vừa nhé. Rồi chúng ta sẽ mở hé cái bung ra. Mở hé cái bung ra để nước cho cái nước có xong. Cái nước vừa có xong. Cái sở yêu cầu là nước có xong. Namaskar em. Nhắc là... Dạ. Rồi, cho chị lâu lâu nhắc lại, tại vì bây giờ hồi nãy mình bắt đầu lớp với lại 12 người, bây giờ được 20 người rồi. Thế nào cũng có những người vô sao, cho nên giờ em để thịt ướp đó ha. Bây giờ em nhắc lại cái phần nước súp đi. Tại vì cái phần mà nước dùng á, nó ra quan trọng. Hồi đó giờ mọi người nếu mà ăn mặn thì mọi người chỉ biết là hầm xương thôi, đã ngọt. Bây giờ mình sẽ học cái cách mà hầm cái củ quả. Thì nhờ em nói lại những thành phần với lại cái cách. Dạ nha. Em bắt nồi ở đây nha. Rồi. Bay lên cái máy rồi đi nhiều. Rồi. Cái phần rau củ thì đầu tiên nhà mình sẽ cắt cái nguyên liệu trước. Mình cắt nguyên liệu thì mình sẽ cắt theo đường chéo như này, em nhìn mình nha. Mướp này, củ cải chúng ta sẽ cắt chéo không cắt ngang. Rồi chúng ta cắt hết nguyên liệu chúng ta bỏ vào nồi. Rồi chúng ta cho gừng đập. Gừng khoảng tầm 2 nhánh nhỏ chúng ta đập cho cái dễ mùi vào. Cái dễ ngò. Dưới nào chúng ta để nguyên vào đây. Rồi ngô chúng ta cắt thì chúng ta cho nước vào khoảng tầm 3 lít nước đi. Chúng ta đổ vào xong rồi chúng ta sẽ đun lên. Và khi sôi chúng ta sẽ đun ở nước đầu tiên. Chúng ta bắt cái nồi lên, chúng ta bật ở lửa to cho nó sôi. Khi sôi xong chúng ta sẽ bật ở lửa vừa. Chúng ta sẽ mở cái vung ra. Chúng ta để hé vung này thôi, đừng đậy vung ra. Mở vung ra cũng được. Cái nồi nó cái miệng nó to mà cái thân nó ngắn cho nên là bay hơi nhanh. Em sẽ để này cho nó bớt bay hơi nhiều. Còn ai mà nồi sâu chúng ta mở hẳn bung ra cho cái nước dùng này nó trong nước. Khi mà nó sôi rồi lên bật bếp luôn. Chúng ta sẽ hớt cái bọc ra. Chúng ta sẽ bật lửa vừa.
ở đây nó sôi lên rồi chúng ta sẽ hớt cái bọt. Cái bọt trắng mọi người thấy chưa? Ở đây này, cái bọt chúng ta hớt bọt đi để cho nó nước nó trong. Đó, chúng ta đổ đi. Nó khi mùi nó lên nó là thơm. Nó có thơm mùi mướp, mùi gừng, mùi dễ ngò. À, một cái bí quyết nữa khi mọi người nấu thì thường thường nấu súp hoặc là nước dùng của chúng ta có đi mua chợ, đi chợ về mua cái dễ ngò chúng ta đừng có vứt đi nha, chúng ta để nguyên cái dễ ngò và chúng ta rửa sạch tất cả tủ lạnh rồi chúng ta khi mà chúng ta nấu súp nấu hoặc là xào cũng thế, bởi vì mình là bên yoga nên mình không có dùng hành tỏi thì chúng ta hay dùng nguyên liệu là xả gừng chúng ta xào và thêm cái dễ ngò chúng ta xào ngon thì chúng ta phải đập cái dễ ngò ra xong rồi chúng ta phi cái dễ ngò lên chúng ta xào rau củ nó rất là ngon. Thường có hôm mà em đi chợ em chỉ mua mình cái dễ ngò, chỉ mua cả cái mớ ngò, em chỉ lấy một cái dễ không rồi về em nấu nào cũng rất là ngon. Chúng ta thay thế hành tỏi thì em dùng cái dễ ngò để làm thêm cái gia vị. Và súp muốn ngon, cái nước súp muốn ngon thì chúng ta sẽ dùng dễ ngò. Ok, những người mới chúng ta vào chúng ta xong chưa thì em sẽ phổ biến xong rồi em bắt cái người sang bên kia để em lấy cái chỗ em chế biến tiếp nha. Rồi mình mở ra lửa vừa rồi này. Ok, cái phòng nước dùng rồi ha. Chúng ta sẽ căn giờ này, chúng ta sẽ khi mà nước bắt đầu sôi thì chúng ta sẽ đợi từ cái nồi em này sẽ ninh khoảng 40 phút nha. Mình nhìn xong mình nhìn là 40 phút. Mình chỉ ninh 40 phút thôi bởi vì là sao? Ví dụ bình thường mình ninh thịt ý, thì mình ninh rất là lâu thì nước sẽ phải ngọt, nhưng mà với rau củ thì để giữ được cái độ ngọt và độ không nồng, rau củ mà mình ninh lâu nó rất là nồng, cái mùi ăn nó không ngon. Thì mình sẽ ninh khoảng 30 phút thôi. Sau đó mình lấy ra thì mình có tiếp. Rồi khi khô thì mình sẽ cho một xíu muối. Nguyên tắc ở đây là khi mình muốn thúc cho cái nước ngọt ở trong rau củ ra thì khi mình hầm thì mình lấy cái nước ngọt ấy, thì mình sẽ cho muối vào. Vị ngọt cho đường ngọt vào thì nó sẽ giữ được cái độ ngọt ở trong rau củ. Còn mình muốn cái nước mà nó tiết ra nhiều hơn thì chúng ta sẽ dùng muối. Em sẽ cho khoảng tầm một muỗng thìa canh cà phê muối vào đây. Rồi cho chị nó đi cho đây rồi mình cho muối cho chị vào. Hỏi lại như vậy là cái nồi dùng nước dùng của mình là nó sôi, mình bớt lửa xong rồi mình vớt bọt ra xong rồi rồi làm sao nữa? Mình cho muối vào chị, mình cho khoảng tầm một thìa canh muối. Cho muối với tất cả mọi thứ để cho muối ha. Rồi cho muối vào để nó ra vị ngọt nhiều hơn. Ở cùng nguyên tắc này thì em cũng chia sẻ luôn là ví dụ như mình luộc rau nha, mình luộc rau thì mình muốn giữ cái vị ngọt của rau thì mình sẽ cho đường khoảng độ, tức là khi nước sôi mình cho một ít đường vào, xong ít thôi không cần nhiều. Mình nếu không muốn thay đổi cái độ ngọt trong nước đối với người mà không chiên ngọt đấy, chúng ta cho một xíu đường vào thôi, sau đó cho rau vào thì nó sẽ giữ cái độ ngọt trong rau rất là tốt, ngon hơn so với là mình không cho cái gì cho muối. Mọi người đừng cho muối nha, cho muối vào thì nó sẽ đẩy hết cái chất ngọt trong rau ra. Nếu mình ăn rau luộc ấy, hầm thì không sao, cho muối thoải mái, nhưng mà khi mà mình luộc rau thì mình phải cho, mình giữ giống như là cái nguyên tắc là chỗ nào mà nó cân bằng hai cái vị ấy, mình cho đường vào thì ở ngoài nó đường, cái nước đường rồi thì cái rau, cái nước ở cái vị ngọt trong rau nó không tiết ra nữa, nó sẽ giữ lại ở trong rau, mình cho đường. Còn khi mà mình muốn lấy cái vị ngọt để mình dùng nấu súp thì mình sẽ cho muối vào để nó đẩy cái vị ngọt ở trong rau củ ra, được chưa? À rồi, biết rồi, hay quá. Muốn giữ và muốn đẩy ra thì cũng khác nhau. Đúng ha. Giống như là nước đẩy cái chung á chị, ví dụ như là nước mà ngọt thì cái nó sẽ giữ, nó không tiết cái ngọt trong rau củ ra, mà mình muốn lấy cái nước ngọt chảy ra ngoài nhiều hơn thì mình sẽ cho muối vào. Nước nó không đậm, nó sẽ có vị muối thì mình tiết ra trong ngọt trong rau củ, nó sẽ chảy ra ngoài, nó tiết ra ngoài nhiều hơn. Rồi cái thịt chay thì nó sẽ đảo đều nhá. Khi đảo đều nó sẽ có cái màu cánh gió nó rất là đẹp và mùi rất là thơm. Rồi bây giờ xong cái phần nước dùng rồi, bây giờ nói về dùng cái phần mà ướp ướp thịt chay đi. Vâng, thì mình thịt chay thì chúng ta cắt thịt ra. Em mới lại này, thịt chay thì chúng ta ngâm rồi ngâm vào bát thịt sạch, tức là cho rửa 2 đến 3 nước, ngâm như em ngâm được khoảng tầm 35 đến 1 tiếng thì em cứ ngâm, em cứ để đấy thì em cứ chặn đường cùng. Khoảng tầm nó mềm ra là khi mình bóp thì nó không cảm thấy cái vị, không có việc cứng vào trong nữa. Thì bắt đầu mình rửa 2 đến 3 nước hoặc 4 nước, mình bóp nhé, mình bóp thật nhiều vào cho cái nước vàng nó ra. Khi mà mình rửa tầm 3 nước rồi cái nước tăm nó sẽ còn bốc tăm không thôi, thì mình vắt thật
thật khô, đừng khô, đừng vắt nhiều quá, nếu là mạnh quá thì chúng ta phải miếng thịt nó bị nát thì chúng ta vắt vừa thôi, nó sẽ khô và chúng ta sẽ cắt đôi ra. Cắt thực ra là tùy theo cái miếng thịt mà mọi người dùng miếng to, mọi người thích ăn to thì để to, mà thích ăn nhỏ thì nó cắt nhỏ ra. Sau đó chúng ta bỏ thịt vào tô và chúng ta sẽ cho gừng băm này, gia vị là gừng băm, tiêu xay, mắm và một ít dầu ăn. Chúng ta đảo đều, chúng ta đảo đều, sau đó là chúng ta sẽ cho cái nước hàng, mọi người có nước hàng sẵn thì cho vào đó. Nhưng mà cái màu như này nha, chúng ta đừng cho nhiều quá, chúng ta nhớ là phải kiểm soát cái màu ở đây, bởi vì mọi người mà cái nước hàng ở ngoài mọi người mua thì nó sẽ màu đậm, chúng ta cho nhiều quá nó sẽ đen, thì chúng ta mà ta cho ít thôi để cho cái màu vàng nó như màu vàng, hơi vàng nhẹ như thế này đó. Thì khi để khi mình xào, mình xào vào nước thường nó không bị vàng nước quá, nước sẽ có màu trong nhưng mà sẽ hơi ngả vàng một xíu thì nó sẽ ngon, được chưa ạ? Rồi xong mình cho nước hàng vào đây rồi, mình sẽ để qua một bên để cho nó ngấm khoảng tầm, mình đun 40 phút thì cái thịt này nó 40 phút là nó cũng ngấm vừa đủ rồi. Rồi chúng em sẽ để qua một bên rồi đây. Rồi xong giờ rồi chúng ta sẽ quay sang, chúng ta sẽ rang cái này trước. Mới ngay mà chúng ta cái gói gia vị gói thơm ấy, gói hạt thơm, gia vị thơm mà chúng ta đã mà tầm mua sẵn thì trong đấy họ ghi là không cần phải rang, thì mình sẽ cho vào cái túi lọc luôn. Ở đây em mua cái gói của em nó sẵn túi lọc rồi đó, còn những người nào mình của em là người ta yêu cầu phải rang thì em sẽ rang sơ ra, rồi em sẽ bắt bếp em rang sơ cho nó thơm lên, rồi chúng ta mới đổ mấy cái lát sau rồi còn được dùng, mà chúng ta nấu nước lèo. Ở đây thì nó có đủ gia vị như này, nhưng mà em sẽ thì như cái gói này nó có cả cam thảo và cái trần bì, thì em như của em nấu em sẽ không lấy hai cái vị này, mọi người có thể cho vào tùy khẩu vị của mọi người, nhưng em sẽ không lấy hai cái vị này, em bỏ ra. Rồi rồi có cái phần to này này, nó có cái ở đây nó có ngò này, rồi tiểu hồi này, đại hồi này, quế này, rồi cái gì ta, cái này là cái gì, chị ta lên đi, em quên cái hồi, hoa hồi á, hoa hồi á, hoa hồi đinh hương. Thì cái to nhá, khi mà mọi người chế biến làm phải rang ấy, chúng ta to chúng ta sẽ đập nhỏ ra trước và chúng ta sẽ rang cái to trước rồi chúng ta mới khoan, rang nhỏ. Em ơi, em có thể để lại cái gia vị cho nó rõ một chút được không? Nãy giờ tính hỏi nha. Nãy giờ tính hỏi. Cái gia vị, cái gia dạ. vị mà em cầm cầm từng món lên để lên cho nó rõ. Dạ rồi. Từng món lên. Nãy giờ tính, nãy giờ tính hỏi, ủa Dada đi lạc vô xứ này hay sao à? Ai về Dada đi học thiệt, đây học nấu ăn thiệt. Himani nhớ đã đang xóa xóa không? Đã đang xóa xóa là Nanda đang ở Vĩnh Phúc nha. Ngày mai bay vô Sài Gòn, mình sẽ có dịp gặp Đa ở Sài Gòn. Rồi bây giờ đưa từng món ra. Bây giờ em giới thiệu lại, tại vì á, cái giới thiệu lại cái phần gia vị đi, tại vì á, ở Việt Nam thì có bán cái gia vị phở, chứ ở nước ngoài thì từng món phải mua từng món thì đâu có biết cái món nào là món nào. Vâng. Phải nhìn từng món mới biết được chứ. Thì này là về nấu cho mặt ghi Indonesia ăn rồi. Ở đây nó có hoa hồi này. Cái quả này là quả gì chị Tây đi, để đọc, để đọc xong chúng ta quên mất. Không cần đâu, chỉ đưa cái hình lên thôi, chứ bây giờ đọc thì không cần đọc đâu. Đưa cái hình lên thôi. Đây. Cái rồi. Này là quả thảo quả này, quả bột này. Bạch quả. Quế này. Ok. Rồi. Quế. Hoa hồi này, hoa hồi. Hoa hồi. Okay. Khoảng 2 lít rưỡi, 2 lít rưỡi đến 3 lít chúng ta chỉ dùng một cánh hoa hồi nha. Một cánh hoa hồi thôi. Quế. Và 2 miếng quế nhỏ như thế này. Quế 2 miếng quế như thế này thôi ạ. Rồi. Quế, hoa hồi và đinh hương. Đinh hương là cái gì? Năm vị. Rồi, biết rồi. Rồi. Đinh hương, tiểu hồi, hạt tiểu hồi thì chắc mọi người dùng ấy biết rồi. Tiểu hồi là cái gì? Cái tiểu hồi là cái gì? Đưa ra đang xem. Cái đinh hương là cái clove á. Clove. Còn cái tiểu hồi là cái gì? Không có thấy. Đây có cái túi tiểu hồi đây. Đa đa phải cho tiểu đựng thêm. Đây. Đây ạ. Thầy thấy chưa? Tiếng Anh là cái gì em? Clove là đinh hương, đúng rồi. Còn cái tiểu hồi là cái gì không biết. Cái tiểu hồi là nó nằm thay trong cái gói mà gia vị Ấn Độ ấy, mix ấy. Thì thường nó sẽ có khoảng cái này. Nhưng mà mình nói gì mà hay có cái mix.
Em thấy các thầy hay có khoản cái này các bạn. Thì chị Cao Ali có thể chạm giúp em đấy, không biết cái này là tiếng Anh là cái gì nhỉ? Ok, Là kiểu cứ bỏ qua hồi. đi. Vâng. Nó giống như là rồi. Và thêm cả hạt ngò nữa. À, nếu mà gia vị Ấn Độ thì chị thấy cái này nó tên là Mọi người thấy chưa? fennel. Hạt ngò. À. Fennel. Cái nào? Ok, Vâng, còn cái này hạt nó ngò đó là thầy. Hạt ngò nữa. Fennel. đúng rồi, fennel, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, Namaskar, sẽ có 6 vị Surika ạ. ơi. Dạ. Surika ơi, chị mua cái Dạ. gói mà nấu phở, cái gói gia vị nấu phở ở trong siêu thị á, thì người ta ghi là cái gói nguyên cái gói này dùng cho hai 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 lít nước dùng á. Hồi nãy em hỏi Vâng. là đinh hương là chị lấy một nụ một cái đinh hương thôi hả? Mình không Nếu có mà dùng gói hết. được gói đấy thì nếu mà gói thì dùng hết được. Ở cái gói của em mua nó chỉ có thế này thôi, nó chỉ có một một cái tai này thôi, Chị tới là mấy bốn tai cái luôn đó. Chị bốn bỏ cái bớt rồi luôn. thì được. Mà nếu theo gói thì tại vì là mỗi một cái gói mà theo nhà cung cấp người ta bán ấy, nó tùy thuộc vào cái công thức người ta đưa, nhưng mà bình thường là em nấu đi chỉ một tay thôi À, đó. ví Nếu mà dụ có nhiều sẽ quá mỏng. đúng rồi chị bớt ra, chị lấy một tay cho em đi nha, lấy một tay thôi. Đây để em đọc lại xem. Ví dụ mà những người nào như thầy mua lẻ á. Sulika ơi, còn quế thì Dạ sao? chị. Nói chung là cái bịch của chị là nó như vậy nè, Sulika. Chị làm một Dạ. lỗ hay là sao? Cái Đâu? bịch Xem gia nào. vị nấu phở của chị là đổ ra nó nhiêu đây nè, nó nhiều như vậy nè. Chị cứ để nguyên đi, chị cứ để nguyên đi, quế đúng rồi chị. Tầm 2 đến 3 3 cái đấy thôi. Lấy hết Đây. cái gói này luôn ha. Em ghi kỹ đây rồi nha, ví dụ tầm 3 nước lấy ít nước nào thì các chị dùng xem khoảng quế thì hạt ngò 2 kế 1 g cái này mình theo gói đi, 2 nhánh là được ạ, 2 đến 3 nhánh này khoảng tầm 1 g ạ, 1 g á, cái này cũng thế này, cái này cũng tầm 1 g này. Em thử cân ở trong cái gói này, hảo quả thì em 1 quả hoặc là nửa quả, hảo quả 1 quả, nửa quả, nửa 1 quả đi. Ngò khoảng tầm hạt ngò tầm 20 g, tiêu sọ nha, tiêu sọ 20 g, 15 đến 20 g hạt ngò, 15 đến 20 g cho 3 2 lít rưỡi đến 3 lít nước, đại hồi khoảng tầm 1 g, đinh hương thì khoảng tầm 5 đến 6 7 lựu đinh hương, không em 5 lựu nụ thôi, ở đây họ cho nhiều quá em bớt đi, hoặc là hơn, hoặc là cái gói đến mình chia đôi cũng được. Thực ra thì thường thường cái tiêu chuẩn họ cho cũng đủ với chị, mình cứ để cả Mình đi. có dùng tiêu hạt nữa đúng không em? Mình có dùng tiêu sọ nguyên hạt đúng Có không? cái nước lèo chúng ta sẽ có cả tiêu sọ nhưng mà đập dập nha chị, em có ghi trong cái nguyên liệu là chúng ta sẽ tiêu sọ nhưng mà chúng ta dùng là đập dập chứ không phải tiêu xay nha. Có hạt mà mình giã nhỏ dập dập như này có sẵn rồi, em bỏ sẵn rồi những về À, ngay mà vô chúng ta nước chưa dùng quá ấy, thì chúng ta sợ nước là chúng dùng ta quá giã thôi ca. Nước dùng hầm từ đầu quá không. hả? Nước dùng khác, nước dùng là không, cái này là nước lèo, tí nữa chúng ta sẽ chế biến nước phở, cái kia chúng ta sẽ dùng nước dùng để nấu phở thôi. Khi mình nấu phở nó sẽ có hai giai đoạn, một là chúng ta sẽ lấy cái nước ngọt để mình nấu thì chúng ta gọi là nước dùng, cái nước dùng này dùng là để chế biến các món ăn thì nó gọi là nước dùng, ok chưa ạ. Còn khi mà cái nước mà nó có gia vị rồi gọi là nước lèo, thì sau khi mình nấu khoảng tầm 35 đến 40 phút rồi mình lấy cái nước ngọt đó thì mình bắt đầu cho cái gia vị này vào để mình tạo mùi, tạo cái mùi phở ở trong nước, ok chưa ạ. Rồi bây giờ em cho nha, mọi người tiếp tục làm đi, em sẽ cho cái tại vì của em phải rang sơ đây. Cái nguyên liệu này em sẽ giã nhỏ trước để mình rang đồng đều. Cái này như cái thỏi quả em sẽ cắt đôi, em sẽ chặt đôi ra xong em giã. Rồi em sẽ hoặc là mình lấy dao mình khe cũng được. Cái quả nó cứng rồi. Hoặc là mình lấy dao mình đập đập ra. Em sẽ cho vào cái cối này em giã, em cho nên mọi người nó thọc mình giã cho nó nhỏ ra gần cho nó nát ra để mình khi mình lên nó sẽ nhiệt độ nó đủ để nó đồng đều các cái cùng các gia vị nó quyện với nhau, nó sẽ bốc mùi thơm lên. Ta thỉnh thoảng là để ý nhá, trong lúc làm chúng ta sẽ thỉnh thoảng để ý là cái nước dùng nó sẽ lên cái váng bọt của chúng ta sẽ hốc ra, chúng ta sẽ cứ khoảng tầm một lúc chúng ta máy ra như của em bên này nó đâu rồi lên đấy rồi này,
lên bọt chúng ta sẽ hớt bọt ra, bọt sẽ nhiều hơn, chúng ta sẽ hớt bọt ra để nó đưa xong. Cái giai đoạn này chúng ta tí một chút, thì là nếu mà chúng ta không hớt bọt thì tí nữa mình nấu nước dùng nó sẽ đục. Chúng ta sẽ hớt hết cái bọt ra. Đâu đi. Đâu đi, đừng đi, đâu đi. Me, everybody know how to do. Mọi người chắc là nấu về nước dùng này cũng lành hết rồi. Em sẽ chia sẻ cái cách nấu cho em thôi, mọi người biết hết rồi. Người Việt Nam nấu phở rất là lành hết rồi, nấu nước dùng, nấu các món nước thì chắc là quá chuẩn rồi. Ở đây cho em chia sẻ cách nấu riêng của em. Rồi, mình giã nhỏ các cái gia liệu to này ra, như là đại hồi, quế chi, thảo quả. Có một số gói em mua hôm qua em mua hộ của Tapasi là người ta đã xay hết, người ta bằng nhỏ bằng cái diện tích như nhau rồi thì mình không thể làm nữa, không thể làm nhỏ nữa. Hiện đây ở nhà có sẵn cái gói này, ở Tapasi có sẵn cái gói này nhá. Rồi các em đã nó đợi được cái này. Em đổ lên. Đó. Người sẽ nhìn thấy em giã tập vào rồi. Nó sẽ sau đó chúng ta sẽ rang cái nguyên liệu to trước, cái gia vị to chúng ta sẽ rang trước, sau đó chúng ta mới bỏ cái này sau. Bởi vì nó sẽ như thế đỡ bị cháy cháy, tức là cái nhiệt độ khi mà chúng ta là rang nó không đồng nhau, cái mùi thơm nó cũng sẽ không được đồng đều. Nên chúng ta sẽ rang cái này trước, cái to trước, ta rang cái to trước, rồi chúng ta bật lửa vừa, chúng ta đừng bật lửa to quá, thì chúng ta sẽ đảo, cho cái này nó lên mùi rồi chúng ta sẽ đổ các loại nhỏ vào, bởi vì là cho cái nhỏ vào nó diện tích nhỏ nên là khi chúng ta đổ vào nó sẽ lên mùi nhanh hơn, cái to chúng ta phải rang trước. Mọi người đến đâu rồi ạ? À? Ra này các bạn ra chưa? Rồi em bắt thấy mùi lên rồi. Khi mà mình ra ấy thì sẽ thấy cái mùi nó lên. Rồi mùi ra chúng ta sẽ bầu xo tiếp cái nguyên liệu nhỏ vào, chúng ta đảo tiếp để cho nó lên mùi. Đây nó hơi nhiều đinh hương, em bớt đinh hương ra. Đinh hương nhiều quá nó sẽ nồng. Thảo kê đinh hương là vừa. Rồi, cái mùi lên hấp thơm rồi. Chúng ta đừng nhớ để ý, đừng để nó cháy quá. Rồi, mùi lên rồi và tắt bếp. Bảo rất là nhanh, cái này được khoảng tầm 1-2 phút thôi nó lên mùi được. Chúng ta ngửi cái mùi quậy nhau được. Tiêu chúng ta không cho không rang nhá, tiêu chúng ta để riêng ra. Em ơi cho chị hỏi mà gói xay rồi nó có phải rang nữa không? Nếu mà xay rồi thì chị không phải rang ạ, chỉ cho vào cái túi cho em thôi. Sulika, chị mua không dạ. Phải là xay nhỏ mà nó làm nhỏ nhỏ như vậy nè. Thì có phải rang không? À, chị đọc của em hướng dẫn người ta bảo là có phải rang không? Cái túi này người ta hướng dẫn phải rang, không phải loại là người ta rang sẵn rồi. Nhưng mà ví dụ như nó không có biểu, nhưng mà mình rang lên nó cũng thơm đúng không? Nó thơm hơn giống như là tiêu khi mà mình sử dụng, trước khi sử dụng mình rang nó cũng thơm lên. Không không, cái này nên rang nha cô ơi, cái này nên rang cho nó bốc mùi cho nó thơm á cô. Phải rang hả? Chị có người đi, chị nên rang chứ không phải rải, không phải, nhưng mà nên rang nè. Của em cũng mua giống như của cô nè đó. Ờ à, đúng rồi, đây chọn luôn. Ok, em cũng kêu nghe luôn đúng không? Giờ em rang rồi đúng không? Rồi, cô biết rồi, cô rang. Cái của em là nó to, không nguyên sản, cái to nên em phải giã và làm bông nhỏ ra. Tulika ơi, cái này là em đang xào đúng không? Xào cái gia vị hạt đúng không? Hay là rang?
em rang chị ạ, em cho vào chảo thôi, em đảo Rang nhiệt lên khô cho quá nó chị, bốc rang mùi. khô không có bỏ dầu nha chị, rang khô thôi, bỏ dầu nó lầy mỡ nha chị. Cả tiêu nữa đúng không? Bỏ cả tiêu vô Tiêu rang không luôn. ạ? Tiêu không rang, nếu mà tiêu mà các chị dùng cái loại mà đã rang rồi như em mua là có sẵn cái tiêu sọ mà người ta đã xử lý rồi ấy thì nó chỉ về giã nhỏ thôi ạ. Còn cái tiêu mà các chị mà còn nguyên hạt mà chưa có rang thì mình phải rang, tức là mình phải xử lý qua nhiệt để cho nó lên mùi, được chưa ạ? Chúng ta không cho dầu mà chúng ta đảo rang trên chảo khô để cho nó dậy lên mùi, nó bốc mùi đã, nó lên mùi thơm đã rồi chúng ta mới cho vào nước dùng để tạo mùi thơm. Cái tiêu này chúng ta sẽ không rang, nhưng mà tùy vào cái tiêu nha. Cái tiêu mọi người mua ấy, ở nhà mà tiêu mà mọi người mua là tiêu chưa rang thì chúng ta phải rang qua rồi chúng ta mới dùng. Còn cái tiêu này em mua là người ta đã rang sẵn rồi, mình chỉ về mình cho cái lọ tiêu mình thay là được thôi. Chúng ta không phải, chúng ta chỉ lấy Chị ra mình giã cho kèm Salika, nãy giờ em bỏ qua cái mix qua cái nồi, bây giờ mình vớt rau củ ra chưa hay là còn để rau củ trong nồi? lại. Dạ chưa, em có giới thiệu mọi người là chúng ta sẽ khăn và 40 phút ạ. À, em làm 40 phút thì em bỏ vào lúc 1 12 giờ 5 à không nhầm 3 giờ à nhầm mấy giờ nhỉ? Hồi nãy là 3 giờ 10 phút, hồi nãy Sulika khi mà nhỏ lửa là 3 giờ Vâng. 10 phút, thì như vậy Của em thì là tầm đến số 8, 3 giờ 4 3 giờ 40 phút em sẽ lấy ra. Em cứ nhìn vào đấy thôi. 3 giờ 40 phút em sẽ bắt ra, còn tùy mọi người lúc mọi người nhìn đồng hồ nha. Thì lúc mọi người nấu cái thời điểm sôi thì 35 đến 40 phút là vừa. Bây giờ em cho cái gia vị này vào đây. Một tí lọc cho tiêu vào này. Rồi tiếp cho cái này vừa rang xong ta đổ vào cái bát để chúng ta múc vào đây. bây giờ bỏ vô túi lọc là cái những gì mình đã rang đúng không? Đúng rồi ạ, vào phân tiêu ạ. À, tiêu tiêu sọ mà mình đập dập á phải Đúng không? rồi. Đúng rồi, mình cho tiêu vào. Thường thường thì ở ngoài đây, ở ngoài kia, ở ngoài hàng người ta bán có đấy thì phải dùng rồi em cho hết vào đây. Cái túi này chúng ta sẽ cắt vào, chúng ta để lát nữa chúng ta nấu nước dùng. À nấu nước có gia vị. Ta cắt thịt thật vào. Bánh kia vậy thì mình nấu sẽ bị chảy, nó sẽ ra ngoài. Còn nếu ai mình ai mà chúng ta mua bột rồi chúng ta cho túi lọc như này ạ. Và chúng ta lát nấu. Dạng bột rồi thì em nghĩ là bột nó sẽ không thơm bằng cái dạng tô này. Bột rồi chúng ta nếu mà đảo qua một Trong xíu. cái này là em bỏ tiêu luôn đúng không? Đúng rồi chị, cho tiêu vào tất cả các nguyên liệu mà mình vừa mới rang xong nguyên liệu gói đấy vào đây cộng thêm tiêu. Được chưa? Và cắt. Rồi chúng ta để qua một bên. Còn khoảng 10 phút nữa thì 10 xong 10 phút này chúng ta tiếp tục này. Chúng ta sẽ chiên đậu hũ. Để chúng ta cho vào cái khí hết tập vào cái nồi nước dùng và một nước 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 lèo chúng ta. Nước gia vị. Đậu hũ thì mọi người cũng cắt theo cái em cắt nhỏ em cắt mỏng nha, em sẽ cắt mỏng ra để về khi mình chiên mỏng mình cho vào nước thì nó sẽ có độ dai. Em sẽ cắt khoảng như này, nó mỏng khoảng tầm 5 cm, hoặc là nếu mọi người có thể là nhanh thì mọi người cắt tập cũng được, cắt đôi cái này ra xong mọi người hoặc cắt ba mọi người chiên Này tí mọi nhà người không em được cắt tầm nữa. 5 năm, nhà em tầm 5 rưỡi ăn thì chắc 5 giờ em chiên nó ngon hơn, giờ chiên để tới Đúng chiều rồi. ăn nó ngủ cắt cho nó đắm đẫm À. dầu luôn á. À không, mình chiên xong rồi thì tí nữa nha, chị nấu thì chị cho vào cái mình cho cái đậu mình còn cho cái đậu hũ này vào cái nước dùng đó chị. À cái nước lèo á mình nấu lên để cho cái nước À lèo cái miếng đậu phụ này thì mình cứ chiên trước xong mình đừng cho. Hoặc là mình nấu luôn cũng được, nhưng mà em khuyến nghị là nếu 5 giờ ăn thì mình để ra ngoài. Xong rồi tí nữa mình nấu á, khi mà mình ăn thì mình sẽ đun lại. Mình nước nóng ok. mình cho cái này vào mình đun, ok chưa? Ok, hiểu rồi, cảm ơn chị. Em sẽ chiên. Em chiên đậu hũ 10 khoảng 5 phút là xong. Và em bắt đầu xử lý cái nước dùng. Mà mọi người đi ăn đậu hũ nhiều hơn thì có thể dùng 2 miếng, thì còn cái sở thích topping Sulika là người dân ơi, thì cho mới chị dùng hỏi hai là cái gói này, cái gói gia vị xong rồi bây giờ mình cho vô nồi nước dùng luôn hả?
không, mình để tí nữa mình cái nước dùng này sau khi mình đã đun xong rồi đó, mình mới lọc, mình lọc cái trái ra, mình lấy cái nước không thôi, thì sau đó mình đưa mình chế mới chế lên mùi cho cái rau phở đó nha. Tức là có hai bước, một là chúng ta nấu hoặc rau củ để lấy cái nước, rồi sau khi nấu rau củ xong bỏ cái trái đi, lấy mình cái nước không, rồi chúng ta cho gia vị và chúng ta nấu riêng một cái nước ngọt đó, ok chưa ạ? hiểu Rồi hiểu em mới giới thiệu là chúng ta chỉ để riêng này ra thôi, để ý là rồi mình sao là cái nồi chị, nước mấy rồi. cái rau củ luộc này luộc lên nhìn ngon quá, bỏ uổng quá, chắc rồi chắc chấm miếng gì ăn đi bỏ uổng Tí nữa mình sẽ dùng cái rồi. đó ạ, chúng ta không bỏ đi, rồi chảo nó sẽ khô rồi. Tí nữa em sẽ lấy cái rau củ đó để mình làm chả, À đúng rồi, mình còn mình làm làm chả chả nữa thay cho cái rau mà. củ đó. Bởi vì mình nấu khoảng tầm 3 35 đến 40 phút thì rau củ như là ngô và các cái đậu nó vẫn còn giòn, ta cũng vẫn sẽ ăn được, nó không bị mềm quá, ta có thể sử dụng thành món khác được, ta có thể nấu súp hoặc là làm chả rau củ Tulika ơi, ăn cho trong chị hỏi là dầu. cái nước dùng á, cái nước dùng rau củ bình thường mình nấu một lần nhiều xong rồi mình cấp đông vẫn được đúng không? Mình cấp đông á. Dạ, nhưng mà chị để khoảng tầm nửa ngày ấy chị. Để Rau ngăn đá củ, nước rau luôn củ nó rất á. là nhanh hỏng. Mình Mà cho để vào ngăn ngăn đá đá nhưng mà luôn á Tulika. chỉ dùng nửa nha, em khuyến nghị là chỉ dùng nấu cho nửa ngày, hoặc tức là ví dụ sáng mình nấu thì mình dùng cho cả ngày hôm đấy thôi. Mình đừng để quá lâu để nó sẽ biến chất, với rau củ này là rau củ nó rất là nhanh hỏng. Biết sao Và không khi mình chị có bỏ nấu ngăn đúng đá lúc. mà chị có lấy ra nó cũng bị mất chất á chị, nó không có còn nguyên chất như hồi đầu đâu, Đúng chị nấu rồi. vừa ăn Và thôi. khi khi mình nấu để mình chế biến cho các món khác thì mình không bỏ muối, để cho nó để lâu á chị, cái vị nó vẫn còn nguyên, thì mình để sáng rồi mình không muối, nhà mình chế biến các món khác thì mình cho muối vào, ok chưa? Còn ai thắc mắc về cái phần nước dùng không? Ui, mưa to quá. Rồi mình chiên cái đậu hũ này mình sẽ cắt nhỏ, cắt mỏng khoảng tầm 5 cm, 5 mm, 5 cm. Rồi, xong rồi mình sẽ rán cho nó già một xíu, để khi mình cho vào cái nước lèo ấy mình nấu cùng thì cái đậu nó không bị vỡ và nó sẽ dai, nó có vị dai dai, nó ngấm vào nước rất là ngon. Rồi em qua em ngó mọi người dán, em sẽ qua em ngó em hớt bọt tiếp, cái này chắc hớt xong lúc thì hớt cũng hớt 3 4 lần bọt nó lên rồi này. Em liên tục mình hớt bọt trong lúc quá trình mình nấu cái nước dùng này, cái ngó qua. Nước dùng nhà chị rất thơm. Đúng rồi ạ, mình cho gừng với cho cái ngò đó chị, cái rễ ngò nó rất là thơm, mùi thơm. Mình dùng mình nấu sốt nấu canh rồi, thậm chí có thể nấu đắt hơn. Mọi người dùng lấy mà để mà dùng nước ngọt thì mình có thể nấu bớt nước đi và nhiều rau củ lên để mình lấy cái nước ngọt mình tạo, giống như là mình thay mì chính hoặc là bột nêm ấy, thì mình có thể lấy cái nước đấy mình xào rau cũng được. Nhà mình sẽ nấu ở cái độ cô đặc hơn, tùy vào cái sở thích của nhà mình. Rồi, khoảng 5 phút nữa em sẽ bắt cái nồi ra. 5 phút. Rán cái này xong và bắt là vừa. Sau đó mình sẽ chế biến, mình nấu nước lèo. Mình sẽ cho gia vị vào mình ninh tiếp 30 phút. Cái nước lèo mình sẽ ninh trong vòng 30 đến 35 phút thôi là ok rồi. Để sau xong xong lúc chúng ta làm nước lèo, ninh nước lèo rồi chúng ta sẽ làm chả. Của Dada, Dada cũng ở đấy, Dada nấu ở được, Dada cũng đi đi có đủ gia vị mua hay là Dada chỉ ghi lại nấu sau ạ? Là Dada có đủ gia vị hết á, nhưng mà đã nấu nhanh lắm, có 20 phút là xong rồi, ăn xong là 30 phút dọn dẹp luôn. Nhìn vậy cho vui thôi chứ chắc chắc không nấu à. Thấy lâu quá. hơi phở nó hơi chỉ công một tí cái phần nước dùng này. Thực ra mọi người có sẵn nước dùng rồi nấu cũng ngon. Namaskar Dada ơi, Dada 2 tuần nữa là em hướng dẫn làm pate từ hạt điều ở Dada, dễ lắm, đơn giản lắm chứ không phải phức tạp giống như phở phở Hà Nội, đúng kiểu Hà Nội rất là cầu kỳ luôn đó. Nhưng mà Tại vì dạ tính xem phải cái nào nó nhanh nhanh chứ mà nấu mà 1 tiếng đồng hồ là thấy là lâu quá. dạ
món phở thì nó sẽ phức tạp mà đúng kiểu người Hà Nội đúng không, Suleka, cho nên sẽ rất là kỹ lưỡng luôn. Nhưng mà chị ăn chị sẽ cảm thấy là đã hiểu. Đúng rồi, khác biệt, đúng rồi, lâu lâu làm kiểu nếu mà có khách thì là cho chứ bình Cái thường chị phở nấu này thì nấu lẹ lắm. nó đơn giản, nó không có quá nhiều gia vị như là như các bún như là bánh trung, như là bún bò như thì nó có nhiều gia vị thì nó nhanh, nhưng mà cái này Ngon ngon mà nó đòi quý hỏi cái nước. quý vị chịu khó làm chút xíu nhưng mà nó ngon, kết quả nó sẽ mỹ mãn với công sức mình bỏ ra. Đúng kiểu phở phở thịt hay phở chay thì nó đều phải kỳ công, phở phở thịt nó còn kỳ công hơn là phở chay ạ, còn ninh đủ kiểu, ninh 3 tiếng mới được một cái nước còn nước dùng. Rồi em sẽ tắt bếp, em sẽ tắt bếp rồi nước dùng em để một lúc cho nó bớt, em sẽ bắt ra cho nó nguội bớt để mình trong lúc mình chờ cái này thì em sẽ hớt em sẽ lấy cái mà môi này môi em sẽ lấy cái cái ra trước, em sẽ hớt cái ra từ cái rổ, sau đó mình sẽ lựa cái nào mình dùng được mình dùng, cái nào không mình sẽ để riêng ra rồi mình xử lý sau. Ôi, cái này tắt hai rồi. Nếu là chúng ta rán cái này là nó hơi già một chút, cho là cái vỏ nó sẽ hơi cứng một xíu để cho mình nấu nó sẽ có độ dai. Nếu mà chúng ta rán mềm non quá cho vào khi mình nấu là cái miếng này nó không dai, nó không dai rồi cái vị nó sẽ nhân vỡ. Sau khi nấu xong những này em chắc là rửa thêm 2 lít đi. Mình rửa thêm. Rồi, cái đậu này chắc được em tắt bếp em để nó ngâm tí cho ra thì em đốt. Mọi người biết không? Galini chia sẻ là lúc này mùa mía đó, cái đi ngang người ta làm sẵn một bịch như vậy 20-25 ngàn á, cái mua xong rồi xin họ cái mắc mía, cái họ cho cả bao luôn, cái mình về mình để vô tủ tủ lạnh á, mình nếu mà mình có thể nấu trong ngày, còn còn không thì mình đợi tủ đá, có nghĩa là cái mắc mía đó mình có thể nấu uống rất là tốt cho họng nè, thông họng rất là tốt cho người già, cần phải có làm mát và có chất bổ. Còn không thôi giờ nãy mình bỏ vô mình nấu nước hầm là rất là ngọt. Rồi xong cái đậu rồi, bây giờ em sẽ qua xử lý cái nước dùng. Nước dùng đã được rồi, chúng ta sẽ lọc sau một cái rổ, chúng ta sẽ lọc qua để lấy cái nước xong để vớt cái xác ra trước, vớt cái cái ra rồi chúng ta có cái nước còn lại, chúng ta sẽ lọc qua một cái rổ cái dây cũng được càng tốt, nước nó trong. Là hình như cái đấu nước dèo bây giờ ngoài Hà Nội là đang mùa lạnh là rất là thích hợp để ăn luôn.
dây ông lọc cho nước vào trong. Đó mình sẽ đổ vào cái nồi nha, mình lọc qua cái dây một lần nữa. Lên cái dây. Bây giờ mình lọc cái nồi nước qua cái dây cho nước nó trong lại rồi sau đó mình bỏ cái gia vị mình rang vô phải không? Đúng rồi chị, sau đó mình xào gia vị. Bây giờ em xào cái dây này. Ở đây chắc khoảng tầm được có 2 lít thôi. Cái này đủ được 3 bát phở. Em không cho thêm mọi người cho thêm nhá, tại vì em thì nấu đủ lượng rồi. Em không cho thêm. Rồi xong cái nước này mọi người xong chưa? Mọi người xong cái nước dùng chưa? Đổ vào nồi chưa? Xong nước dùng rồi, bây giờ em sẽ cho em đổ nước dùng vào cái nồi nha. Sau đây cho này, cho cái gói gia vị phở này là một. Rồi mình bật bếp lên. Mình đậy lại, mình đun sôi, sau đó mình sẽ cho vào đây. Ở đây sau khi mình lọc ra nó sẽ có, đây là cái ra cho em lấy một số thứ ra, chúng ta sẽ đảo lại thêm cái thịt ướt nha, đảo rồi. Thêm thịt ướt cho nó đều màu và cho nó ngấm đều nữa, thơm rất thơm nhỉ. Lát nữa chúng ta sẽ xào. Rồi em sẽ lấy ngô này, ở đây em sẽ dùng ngô. Chúng ta sẽ làm chả, có lúc chúng ta chờ cái nước lèo này chúng ta sẽ làm chả. Cái ngô này nó còn ăn rất là còn giòn, thơm lắm. Rồi ta sẽ lấy thêm cái khu khu cái củ cải trắng. Ta sẽ lấy củ cải trắng, cái đó mình bầm ra hả? Mình bầm, chúng ta sẽ thái liệu và chúng ta sẽ trộn với chả. À, hiểu rồi, hiểu cách làm rồi. Bây giờ tận dụng cái này chúng ta không bỏ đi tí, hoặc là chúng ta sẽ bỏ ra chúng ta làm nấu súp, bằng bằng nhỏ chúng ta nấu súp được ạ, rất là ngon. Tại vì cái món phở này thì nó chỉ có phở với lại ít thịt thay thôi, thì nếu mà theo cái sự dinh dưỡng mà mình nấu cái độ ăn ấy thì nó vẫn còn thiếu, không đủ protein. Thì em sẽ làm cho cái món chả này có độ xanh và hạt chia, với mọi người thích mọi người cho cả hạt sen, mọi người nấu hầm lên rồi mình nghiền ra, hoặc là đậu gà, tùy theo mọi người thích làm món chả gì, mọi người cũng đầy đủ cái công thức nấu, mọi người đã nấu rất nhiều món rồi. Thì ở đây nhà em chỉ có độ đang có lượng xanh, cái lượng xanh làm luôn, xanh nó cũng mát, thì mình chỉ lấy vừa đủ thôi. Em đây sẽ làm tầm 8 đến 10 miếng chả, mọi người ở nhà đông người hơn thì mình có thể làm nhiều hơn. Còn cái này lát nữa mình sẽ gắp ra thì mình thích ăn thì mình vẫn ăn được, giống như là mình luộc thôi, nó hơi không nhừ quá đâu, rất là ngon, vẫn còn vị ngọt ở trong. Em ăn thử rất là ngọt. Em cho thêm ít nước, có gì không? Em thêm nước. Tùy theo khẩu vị mỗi người, có người thích ăn nhiều nước, có người ăn ít nước. Em người ăn phở, em thấy rất là nhiều nước. Em sẽ cho thêm ít nước nữa. Chắc em ăn 2 bát rồi, một em nhiều. Ở đây em chế nấu ra chắc tí nữa bay hơi nữa thì chỉ được khoảng tầm 4 bát vừa bát con thôi, bát cũng như cái bát này. Còn nếu mọi người ăn bát tô to nữa thì chỉ được khoảng tầm 3 bát vừa. Như cái tô nhỏ này thì em nấu được khoảng 4 bát nhỏ này, phở nhỏ này. Còn phở to thì nấu khoảng tầm hơn 3 bát một xíu. Ví dụ nước, em sẽ thích nhiều nước, em cho thêm nước đó, cho khoảng tầm 200ml nữa. Rồi em nấu. Ủa, hết chưa? Trời. Em mua sẵn đây rồi. À, em mua sẵn lượng mình chắc thì nãy giờ nó hết để ý. Em cũng giật mình đây. Cái vụ gì? Còn đi đi báo là gần hết nhau rồi, em mua cái mới mà nãy để ý.
Rồi xong bây giờ trong lúc cái chờ cái nước này sôi mình sẽ cắt cái này ra, mình xong một cái tô to mình cắt thật lịu ra, mình cắt ở đâu mình cắt lớp, sau đó mình sẽ nghiền đậu xanh. Đậu xanh hấp chín rồi mình nghiền rất là nhanh thì em sẽ cắt nhỏ ra cái ngô này, em sẽ cắt nhỏ cắt cắt phần thịt ngô ra. Trời ơi nên rất là ngọt, ngon quá. Chắc đấu này ngồi đứng động Bây giờ nguyên cả mất. chị xắt ra rồi chị có nghiền không hay chị để vậy chị làm chả luôn? Tùy chị thích nghiền nhưng mà em làm chả thì em để cả hạt thì ăn đúng không? Đúng không? Rồi còn mấy cái món kia thì có phải băm nhỏ không? Đó mình cắt lựu nhỏ giống như cái bằng cái độ nhỏ của hạt ngô. Cắt Ok. nhỏ nha. Này em cắt xong tí này em nghiền xong rồi em sẽ cho bột vào. Em Mình sẽ cho bột vào mình ấy. đang lấy bắp nè, em đang lấy bắp nè, Vâng su em su đã. nè, su Đúng su rồi. với củ cải trắng, Đúng rồi. ba thứ phải không? Dạ đúng. Nó còn củ sắn, củ đậu nữa đó chị, Sulika lấy không? Đó, củ sắn, củ đậu nó giòn. Khi mình nấu tầm 30 đến 40 phút thì cái độ giòn và độ ngọt nó vẫn đang còn ở trong cái nước đấy, mình ăn thử mình cũng ngay. Còn cái mướp này nó đã mềm quá rồi thì mình không làm được. Cả cái cải thảo này chúng ta cũng không làm, nhưng cải thảo chúng ta cắt ra chúng ta tìm ăn cứ sau một cũng được, chúng ta sẽ bày ra đĩa mình ăn thêm, thế là ngon. Còn làm chả thì chúng ta sẽ làm phần giòn giòn một xíu thì mình cắt cái ngô này, em thì cắt khoảng tầm 2 miếng nhỏ thôi, như làm khoảng tầm 8 đến 10 miếng chả thì em sẽ làm một khoảng tầm 2 khúc ngô nhỏ vừa. Thì tùy mọi người, khi là tí mình chế bột ấy, tùy vào cái khối lượng rau củ mình cho vào mình chế bột nha. Ừ, gà ngô nước nó reo rồi. Làm cái chả này cho mình ăn cùng với phở là no là vừa, vì có protein đầy đủ ở đây rồi, mà coi như cũng đáp ứng đủ bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Còn mình thường như ăn phở cay thì có mỗi mình thịt thịt cay và đậu hũ và bánh phở không thì nó cũng không có đủ, mình ăn rất là nhanh đói. Ngày sau mở quán được hả chị Sulika? Là em chưa đủ trình hả chị ơi. Mình cắt lựu bằng cái hạt ngô nha. Sulika ơi, cắt ra xong Dạ rồi mình xay nhuyễn với đậu xanh hả em? Xay nhuyễn hả? à, dạ không, mình cắt hạt lựu cho chị tí, mình đậu xanh mình trộn vào. Mình sẽ nghiền đậu xanh riêng ra xong mình trộn, mình sẽ cho cái rau củ này vào. Cái nước dùng trong lúc cái này sôi rồi, bây giờ em lại chạy qua cái này một xíu. Em chạy qua. Cái nước dùng hồi nãy là mình bỏ cái túi gia vị vô rồi đúng không? Rồi, nó sôi rồi chị, nó sôi rồi, giờ mình sẽ cho gia vị nha. À. Mùi rất là thơm rồi. Bây giờ mình sẽ cho gia vị này. Đi đi, được rồi. Mình sẽ bật cái lửa nhỏ lại một xíu. Cái gói gia vị này sau rồi sôi này mình sẽ cho, tiếp tục là mình sẽ cho các gia vị sau: mắm, muối và đường. Ok chưa? Rồi ở đây mắm thì em sẽ cái gì ta? Rồi cái chìa lúc nãy, cái chìa này thì em sẽ cho khoảng một thìa muối này, một thìa muối này, muối Gọi trắng là này, cái thì một thìa muối. cơm ăn canh ha, Dạ, một cái thìa ăn canh đó chị. Thì cái một này là khoảng tầm thìa 2 lít rưỡi, 2 lít rưỡi nha. 2 lít rưỡi thì muối. mình cứ nấu tùy theo khẩu vị của gia đình thôi. Bé sẽ cho muối, một thìa muối. Rồi một thìa đường, một em sẽ cho khoảng hai thìa đường đi, hai thìa đường nào, đường 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 hương và tùy này. Cái này là cái đường này nó vị thanh, các bạn sẽ cho hai, nhưng mà cái tùy vào cái lượng đường mọi người dùng ở nhà, là đường mọi người dùng thốt nốt thì mọi người sẽ phải nếm cái vị đường của nó xem là nó ngọt hay nó mặn, à quên nhầm, nó ngọt đậm hay ngọt nhạt. Thì mình sẽ cho căn vào, nên mình cho bớt đi, cho bớt cho cái lượng đầu rồi mình sẽ cho tiếp luộc thử cái vị. Rồi tiếp tục mình sẽ cho mắm, rồi cái nước dùng này thì mình cho mắm, em sẽ cho khoảng tầm một thìa, 2 thìa, rồi 3 thìa mắm. Thế là sao cái Nghĩa là bỏ vào đó đường, muối, nước mắm. đúng rồi. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái đũa, mình sẽ vặn lửa vừa nha, mình cũng ấn ấn cho cái gói gia vị này mờ lên.
Rồi. Chúng ta bỏ cái đậu sau để cho cái ta sẽ đun khoảng tầm 10 phút nữa, tức là mình sẽ để cái gói gia vị này mãi là em sôi 30 phút nha, mình ninh 30 phút cho cái mùi ra, cái mùi nước à cái nước cái hương vị nó ra hết, thì khoảng từ 20 đến 30 phút mình tiếp tục mình để cho lửa vừa và lửa nhỏ một xíu như là ninh hầm, rồi mình sẽ đun. Sau lát nữa khoảng tầm 10 phút mình quay lại mình thử gia vị. Khi mà nó ngấm đều rồi mình thử gia vị rồi mình quay lại mình cắt tiếp cái này. Mình sẽ cắt gia vị nhỏ. Tức là nó sẽ nhỏ bằng với cái ngô. Tất cả chúng ta bầm xong rồi chúng ta làm gì nó nhanh nhất. Phở sau khi chúng ta nấu nó sẽ có hơi màu ngả vàng một xíu. Em thích ăn phở bởi vì nó cũng không có quá nhiều dầu mỡ. Cái nước của nó không có nhiều dầu mỡ như các món khác. Để em cho thêm tiêu vào. Mình chế sao cho cái phần rau củ nó với cái ngô nó bằng nhau, nó lượng đều là được. Còn là các anh chị thích ăn cái vị rau củ nhiều hơn hay là ngô nhiều hơn thì tùy, mình thích ăn thế nào thì mình cho cái đấy, tùy theo khẩu vị của mình, biến tấu thoải mái theo sở thích. Thật ra là hôm trước em làm em không có chia nhưng mà ở nhà có chia thì cho thêm này, người có mặt sen cho thêm mặt sen, có thể nấu cả làm cả chả đậu đen cũng được, vì cái đậu xanh đậu đen ấy cái vị mát nó nhiều, nấu cũng rất ngon. Hoặc là đậu gà, đậu lăng, thì mình có cái đậu lăng mình cũng cẩn thận cho mình dùng đậu lăng, nhưng mà đậu lăng cái vị có béo hơn là sáu đậu, đậu xanh đậu gà. Nhưng mà đậu cho lưu ý là cái đậu xanh này thì cái vỏ nó mềm mình dễ bóc, nhưng mà các cái đậu khác chúng ta ngâm thì chúng ta mất thời gian hơn để bóc cái vỏ ra rồi lấy cái thịt để chúng ta nghiền. Rồi. Rồi, em chỉ làm chỉ nấu đủ cho hai người ăn. Sau khi cái này xong rồi chúng ta sẽ được cái bát như này, em để riêng ra rồi em sẽ cho cái đậu xanh vào đây. Sao đậu xanh vào em nghiền. Không cần quá kỹ đâu ạ, chúng ta cứ nghiền vừa phải thôi. Chúng ta bắt đầu em nghiền, lấy cái âm cũng em nghiền. Nó rất là nhanh, nghiền cho nó mịn ra. Hoặc là mọi người thích ăn nó còn hạt cũng được, chỉ dập 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 thôi. Người làm đến đâu vậy ạ? Thực ra thì mình làm đến tầm 4 giờ 15 là xong, tầm 4 rưỡi là giờ ăn được sớm, 5 giờ ăn được. Rồi em nhìn rất là nhanh, nó đã được nhanh rồi. Cái này mà rắc lên xôi mì cơm ăn thì trời ơi quá ngon. Làm cái này em lại nhớ cái món xôi bò mình bắt. Namaskar, Suleka ơi, cho chị hỏi là rau củ cắt thật lựu để làm chả đó thì em dùng bắp rồi củ cải với su su đúng không? Rau củ hồi nãy em cắt thật lựu để làm chả đó, em nói lại giùm chị với.
là những loại gì? Bắp. Bắp nè, su su nè, củ cải trắng nè, với lại củ sắn nếu có, nếu có trong đây, với luôn là với loại mà này thì các hạt lựu em. Mỗi thứ một ít ha chị ha. Ừ, bạn ấy nói là hai cái khoanh hoai khanh bắp, thì còn lại mà mấy cái kia cắt bằng nhau bằng cái số lượng bắp là được. Ra ra, em dùng máy của đi. Máy của anh tự ao. Thank you. Mọi người có nghe em không ạ? Giờ nghe rồi em. Vâng. Nghe rõ mà chị, nãy giờ nghe rõ mà. Cảm ơn em đeo tay nghe em dùng cái tài khoản ước cao của em bây giờ, cái máy của em tự dưng nó ao ra ấy. Dạ, cho em hỏi lại nước dùng mình bỏ nước mắm nè, đường nè, rồi có gì nữa không chị? À, muối vâng ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Báo cái đinh hương mọi người cẩn thận nhé, tại vì cái gói lúc nãy này, lúc nãy cái gói mà mình mua về cái đinh hương nó hơi nhiều. Đinh hương mà chúng ta không để ý nó sẽ rất là nồng. Hôm nay em đã bỏ ra khoảng gần một nửa đinh hương rồi, chúng ta lấy khoảng tầm 5 cây thôi, nếu mà tầm 300ml nước. Hoặc là 4-5 cây đinh hương thôi, cho nhiều đinh hương vào cái mùi rồi xong rồi. Ta qua cái phần chả nha. Để em cho cái rau củ này đã cắt phải em cho vào. Đây là mấy cái rồi. Em mới đi em phải ban cái ứng cải. Rồi xong rồi em sẽ cho tiếp cái bột năng và bột mì. Bột năng và bột mì thì em sẽ lấy tỷ lệ 1:1. Bột năng trộn vào và chúng ta sẽ đánh quậy nó lên cho thành cái hỗn hợp mà dẻo được. Ba cái muỗng bột năng tiếp rồi cho 3 muỗng bột mì. Bột bắp thay cho bột năng cũng được phải không sơ ca? Em đề nghị là nên cho bột năng vì cái bột năng nó nằm dai với nó giòn đó chị. Bột bắp bỏ vô trong cái chén rau củ, cái tô rau củ á đúng không? Đúng rồi, mình trộn lên. Rồi, ok. Mình dùng cái thìa trộn lên. Và mình cho một xíu, rồi tiếp tục nữa chia, xin đã quên. Mình cho chia vào mình trộn. Em cũng cho thêm xíu dầu ăn nữa vào đây. Để cho nó mềm. Khoảng tầm một thìa dầu ăn. Muỗng thìa canh dầu ăn. Rồi mình sẽ cho thêm một xíu muối. Khoảng tầm 1/3 thìa muối. À 1/4 đi, cái thìa canh ấy. Còn là một nửa thìa cà phê. Thế là em cho vào theo cái cảm giác em bốc. Hạt tiêu bắp. Hạt tiêu xay. Chúng ta cho vào đây. Vật cho tùy theo cái mùi vị và sở thích của nhà mình nhé. Mình thích ăn tiêu ít cho là có trẻ con thì cho ít rồi. Nó không cho cũng được. Em đảo đều lên để cho. Em sẽ lấy cái thìa to này. Cái muôi to này. Em biết khi mà chúng ta làm cái chả này chúng ta sẽ dùng khi mà mình nhồi á, mình dùng cái muôi ấn xuống cho nó biết cho nó dính vào với nhau. Và em cho thêm xíu đường nữa. Em sẽ lấy cái đường đường nhỏ này. Cho một xíu thôi, khoảng tầm nửa thìa cà phê dầu ăn. Ra cũng cho cũng được, bởi vì trong cái rau củ nó ngọt sẵn rồi. Cho một xíu nữa. Mình đánh đều lên. Mình cho thành khối dính nhau nha. Mình đánh và mình ép. Mình nhớ là biết nhẹ, đừng biết mạnh quá. Để cho nó vừa đủ, nó kết dính với nhau là được.
cho mình viên lại mình. Rồi. Đủ đều rồi, bây giờ em tiếp em cho con mùi vào. Xong rồi. Cái này em sẽ lấy một nửa. Một nửa tí cho vào phở và cho bát ăn, ăn kèm. Cái này em sẽ cho vào đây. Em cắt nhuyễn ra. Mình ngửi cái mùi nó sẽ hơi bốc thơm lên, cho thêm ít nữa. Tùy vào cái sở thích mà ăn tao thơm của mình á, mình thích thì mình cho, không thì thôi ạ. Thì ở đây anh cho tao mùi vào tí mình chiên nó sẽ có vị thơm. Còn nếu anh chị không thích ăn mùi thì mình có thể cho sả bằm nhỏ cho vào. Anh thích cái vị mùi tiêu thì mùi cho nước phở nó thơm, mình cho mùi. Em có thể đi kêu bạn, xí ra không? Rồi, mình đảo mình cũng sẽ ngửi thấy cái mùi thơm ở đây rồi. Vì ở trong cái hạt chia này nó cũng có cái mình gom nó nở ấy. Nó có cái màng nó rất là kết dính rồi, mình cho đây. Bình thường là nếu mà không có hạt chia thì phải có thêm xíu nước, nhưng mà có hạt chia đây rồi chắc dính lên này, nó không phải cần nước nữa. Mình cứ đảo đi thôi, mình ấn nhẹ xuống để cho các cái này nó kết dính với nhau. Mình dính, mình dán. Rồi, của em nó dính rồi. Sau mình ấn nhẹ thì biết cho các cái này nó thành một khối. Khối như thế này. Mình ấn. Mình biết. Cái nước dùng như vậy là xong hết chưa em? Nước dùng là gần xong rồi chị, xong rồi, hầu như là xong rồi, chúng mình thử lại thôi. Ủa vậy là mình không có nêm đếm gì nữa hả em hả? Có chứ chị, chỉ biết vừa cho gia vị gì mà. Có, mình cho muối và mắm, đường rồi ạ. Là cái nước dùng nó chỉ thế thôi, nước dùng phở nó chỉ thế thôi. Sao bây giờ mình qua mình đảo lại. Mình ấn ấn cái túi gia vị để cho cái gia vị nó thấm, nó ra hết cái nước rồi. Cái Tulika ơi, em nhắc lại nêm những gì ở trong cái chả đậu xanh dùm chị với. Chả đậu xanh thì em cho một xíu muối, một xíu đường, khoảng tầm một nửa muỗng cà phê muối, một nửa muỗng cà phê đường và hạt tiêu xay, một ít dầu ăn. Rồi chị trộn đều, sau đó chị cho bột năng, à quên, cho bột năng trước nha. Bột năng bột mình trộn rồi mình cho rau chị đào, xong rồi mình cho dầu ăn, rồi mình cắt cái rau ngò dí ấy, cho nó nhỏ ra để chị trộn vào. Mình chia không? Còn tiếp cái nồi bên này em sẽ nhấn cho cái gói gia vị nó. Đồng hồ. Rồi bây giờ em thử. Mình cũng chiên đúng không em? Cũng chiên đúng không? Xong rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị chiên. Nếu mà chiên thì sao mình lại phải bỏ dầu vô trong bột từ khúc này cho nó dễ, mình dễ cho cái bột vào, cho cái dầu vào trong cái bột này á. Thứ nhất là mình sẽ chiên nó sẽ không bị ngấm dầu vào. Ở trong nó sẵn dầu rồi, dầu nó sẽ không bị ngấy. Mình cho một xíu hay là tạo cái độ mềm. Kệ chị ạ, độ mềm và độ dai. Cái này xong em sẽ cho luôn vào cái nước dùng này. Cho cái độ cũng luôn vào. Cho độ cũng luôn vào. Sau đó em sẽ thử trái nó. Mình thử cái nước dùng ấy, nó sẽ có cái vị ngọt, vị đậm, nó hòa vào nhau nhá, sẽ không có cái đậm quá cũng không ngọt quá. Ở nước dùng của em nó vừa đủ rồi. Mọi người nhớ là khi mình rửa có cái vị đậm đó, cái vị muối đó, nó chìm lắm, nó không phải ngang mà nó vị ngọt, vị muối nước hòa, đậm của muối và ngấm ngấm hòa vào nhau. Thì mình cắt chanh lên đấy, ăn phở có chanh, mình cho chanh vào cái vị ngọt nó nổi lên rất là ngon.
Rồi, ở đây là em bắt qua kia. Em đun 5 phút nữa là em bắt ra là được. Còn cái chả nó ngấm. À tôi cái hũ nó ngấm vào trong, nó ngấm một cái mùi ngấm vào cái nước dùng. Nó mềm, nó dai. Nó sẽ luôn tiếp với dưa nhỏ. Tầm 5 đến 10 phút nữa, bây giờ em bắt cái này ra thì em sẽ chiên. Mình chiên cái chả thì xong rồi mình sẽ xào thịt chay là xong. Sau đó mình sẽ chiên. Mình sẽ luộc. Đến bữa ăn thì mình sẽ bày ra. Mình nấu xong rồi thì đến bữa ăn thì mình đun sốt thôi. Mình cho thêm ít dầu ăn nữa. Cho em xem giờ. Cái tô giả của chị để em coi cái độ sệt của cái đậu á. Ờ cái ấy. Nó sẽ như thế này, mình múc lên nha. Đó, nhìn thấy chưa? Nó dính giống như cái dầu sống á. Đó. À, có nhỏ, vậy là của em nó hơi loãng rồi, để em thêm vô. Hơi loãng thì chúng ta thêm bột vào, với tỷ lệ là bột năng bột mì. Được chưa? Dạ. Nó như là mình đảo lên nó như cái giò sống nó dính như nào. Ở khi mình mọi người trộn lên, mọi người sẽ dùng cái thìa cái muỗng mình ấn xuống mình biết, chứ mình không có bóc nó lên mà mình cứ đảo rồi mình ấn nó xuống để cho cái bột mì nó dính vào nhau, để cho rau củ nó dính đều đó. Mình ấn này thì chúng ta nó sẽ thành một khối, thậm chí mọi người có thể dùng tay mọi người ấn được, nhưng mà em thì em dùng thìa nó nhanh đỡ phải dính tay. Bây giờ mình có cái thìa tròn tròn, cái thìa nào mình có thể tạo hình được á, họ mình dùng tính phẩm thôi. Suleka nói lại dùm chị cái nêm nếm của chả đi, làm sao cho nó thơm chị bây giờ. Chả thì thực ra thì em chỉ cho mà muối này, một xíu đường thôi ạ, một xíu thôi. Tại vì tí là mình ăn cùng với cái nước kia nó đủ vị rồi, mình cho một xíu cho nó đậm đà thêm thôi. Mình cho một ít dầu ăn vào trong để khi mình chiên nó không ngấm cái dầu vào trong. Ok chưa? Và okay. Cho cả cái hạt chia vào, một ít hạt tiêu bắc cho nó tạo thơm. Những ai mà không biết ăn tiêu thì chúng ta có thể cho mà xả bầm. Nhưng mà em cho tiêu bởi vì là nó hợp với cái vị nước dùng á. Vì trong nước dùng nó có tiêu. Nó kết hợp nó ấy hơn, thêm cả cái ngò dí nữa. Cái màu gì nó hợp với nước phở thì em cũng cho luôn nguyên liệu này vào, nó đồng bộ với nhau thì nó ăn nó hợp hơn. Thế cho nên em sẽ cho này. Đó. Xong rồi em sẽ bắt đầu, khi mà chảo sâu rồi em sẽ làm, em sẽ nhúng cái thìa khô này vào, em nhúng dầu cho nó đỡ dính. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái viên chả nhanh được. Đây, mọi người nhìn nha. Em sẽ làm cái thìa muỗng tròn hoặc là mọi người có thể dùng vuông đấy nha. Cái này cũng được, miễn là tròn. Rồi, chúng ta nó dính này, như cái giò sống ấy chưa? Đó, mình ấn xuống, mình tạo tròn cho mình. Sau là chả là xong. Mình làm theo cái sở thích của mình, thích ăn to làm to làm nhỏ. Không thì có thể làm một miếng to xong mình cắt rộng được. Nhưng mà làm cái này tí mình bày nó đẹp, mình ăn cho nó dễ. Mình cắt ra thì nó sẽ em muốn chiên nó đều ấy, cho nó giòn đều. Rồi thì chúng ta sẽ cho vào mình ấn thêm một xíu nữa cho nó dẹt dẹt cho xíu. Rồi hôm nay làm hơi nhiều, chắc em đi ăn hơi nhiều cái giòn cái chả. Đừng lo, sẽ có người đặt hàng em ship tới nha. Mai mốt em bán hàng online, ai đặt em sẽ bán. Ừ rồi, ok. Nhưng mà trước mắt là sẽ có người đặt hàng đó. Bữa nay mà đừng có lo, cứ nấu dư đi. Mai mốt em làm cái nước ở đây, xem có món cải, củ cải ngâm tương này. Tí nữa em đưa mọi người xem. Em sẽ chuẩn bị bán cái món đấy. Tại giờ dịch nó không có ở nhà nên em phải làm cái gì đấy à. Cái món này em đã từng bán ở Bắc rồi. Thì là nó cũng hơi lạ so với ở đây. Em ngâm với nước tương và giấm. À, cái món đấy có thể ăn phở, ăn với cơm. Và thời gian để được khoảng 3 đến 1, 3 tuần đến 1, 4 tuần, khoảng là 1 tháng không đủ lại. Có thể ngái. Cái này nó rất nhanh và mọi người để cái lửa nó nhỏ nha. Đó, em vừa bỏ vào nó cứng hết rồi. Suleka ơi, năm nay làm sao ship được cái món củ cải đấy ra Hà Nội đây?
Em chịu rồi. Lúc mà em ra nhá, hôm nào gần gần Tết em sẽ lượn ra Hà Nội. Em thăm mọi người xong em đi em thăm mọi người rồi em lại làm xong em để cho mọi người ăn rồi em về. Em sẽ làm, em đăng ký ai đăng ký em qua thì Maruri xong em làm nha. Rồi. Làm xong rồi để ở nhà chị ý. Xong em về. Cái đó để 1 tháng rồi, 3 2 đến 4 tuần cơ. Rồi chúng ta rửa cái này rất là nhanh nhanh vàng. Chị Kaliani ơi. Chị đây. Namaskar. Chị Namaskar chị. Chị bảo mọi người trong này ăn thử đi cái món của Sulika đấy gây nghiện lắm. Vậy hả? Nó dạ. Kêu là củ cải ngâm hả em? Dạ, củ cải ngâm đó chị. Tuyệt vời. Dạ. Sulika làm đi. Mà chị ơi, kia khi mà mình ăn củ cải xong cái nước dùng nó, cái nước ngâm ấy là mình không có bỏ đi. Lúc nào mình nấu mì hay mình nấu cái gì ha, mình lấy cái nước đó làm nước dùng luôn, rất ngon. Dạ. Đó là nghiện đấy. Nghiện ha. Dạ. Nhưng mấy ca ơi, em làm món gì em bán xin chị đăng ký trước nha. Mê cái mấy món của Sulika nấu lắm. Chắc sắp rồi chị. Em rảnh rảnh sau cái đợt đấy rồi em sẽ bắt đầu em quay lên em làm. Tại bây giờ cũng phải làm để bán để kiếm tiền. Có nhu cầu đó, có gọi là có gì có cầu á, có nhu cầu của mọi người nhiều lắm, nhiều người đi làm á không có thời gian nấu ăn. Thành ra hôm bữa có nói nhờ đi rồi giờ có em nữa thì hai người kết hợp với nhau. Có một số cái sản phẩm mọi người đã tin mình rồi á. Có niềm tin rồi khỏi cần phải đăng ký. Rồi khi chúng ta làm chả. Chúng ta ép ép nha. Chúng ta cũng phải miết miết nó xuống để cho nó kết với nhau. Giờ ở đây chắc là một chục miếng. Cho sẽ lật. Thì cho một bí một năm vào là nó giòn lâu. Nó lên rất là đẹp. Nó mình ấn nó xuống chỗ nào nó lỗ thì mình biết là cho nó ngon. Cho thịt thì rồi. Xong rồi tí mình ăn thì nó sẽ, tại vì cái ngô này với cái củ cải và cái su su này nó mềm. Nó mềm mình ăn thì mình cảm thấy nó lốc bốc trong miệng nó không thích. Xong rồi nó hơi khô cái dai mình sẽ ăn với nước phở. Ta sẽ chở. Cái mũi mình thấy nó hơi cứng cứng, còn giòn mình sẽ bóp ra. Hôm nay là em cho vào tay. Rồi, cái viên sáng hơi nhiều. Chị nói nghe nè, cái máy của Didi nó cứ kêu á. Nó kêu. Cái nó tiếng rè không chị? Ừ. Hay là do em đang đang ấy đang giải nó kêu không, nó kêu cái kiểu gì á đi đi giờ nó computer học được sao bắt học sao nó cũng rất yêu rồi. Ở bên cái ô cao nào chị? Cái em đang nói bên này nè, không biết cái gì cái mà nó cao đó, chứ không phải cái này cái chảo đâu. Đấy, ở đây kia. Đó, ví dụ như chị Miu là im liền. Ủa em
Yeah, when you stop the sound from there, no, no. Không có vấn đề á. Mà đi lên cả bảo hành rồi người ta bảo không có vấn đề gì. Mà khi dùng Zoom thì nói vị, hay là do cái mình chuyển đây nhỉ? Rồi, bây giờ xong rồi em lấy một cái đĩa cho vào. À đây, có một đĩa sẵn rồi. Cô chú mùi phở cơm phải lên tắt. Cái bếp phở thì ok rồi. Mà cái mọi người nhớ là cái đinh hương là cái gói mà người ta đưa là nó không nó hơi nhiều, mình bớt cái đinh hương đi. Em ngửi cái mùi đinh hương ở đây nó hơi 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 quá mùi đinh hương rồi. Ngon sao? Để vào một xíu thì nó giòn được lâu, càng cứng. Ok, giống như mình đang rồi, sắp xong rồi. Nó xào thịt chay kia thì mình cũng xào khoảng 5 phút là xong. Có người tắt tăm chưa? Đó, nhìn nó rất là đẹp. Nước dùng là mình tắt được rồi phải không em? Được rồi, nước dùng là tắt. Mình thử nha, mình nhớ là mọi người tự thử bên mọi người là cái vị ngọt, vị ngọt và vị mặn nhá. Phải có cả vị mặn nữa, nó hòa vào nhau. Sau đó mình bắt xanh nó sẽ nổi lên. Nhưng mà hai cái vị ấy không cân bằng nhau là chưa được ạ. Ngọt nhưng mà có vị hơi đầm của vị muối, vị mắm. Mình không biết cảm giác mọi người thế nào. Nó hài hòa với nhau được. Rồi cái này, khi mà cái chả nó có độ vàng như này. Cái này nó hơi tối. Chả nó có độ vàng đều như này. Để chúng ta cắt ra và chúng ta ấn vào cái mặt nó thấy nó cứng cứng, nó giòn giòn, ok ạ. Em có tí lá của đây. Tulika ơi, chị cho bột mì với bột bắp quá trời. Chị không có bột năng, chị cho bột bắp chị cho quá trời luôn. Chị cho nhiều đấy ạ. Có nghĩa là lúc nãy em chỉ cho có 3 muỗng thôi á. Có nghĩa là chị cứ cho này, chị cho mình cho theo cái căn của mình á. Mình cứ cho bột bắp, bột mì xong rồi mình sẽ đảo. Mình thấy nó dính vừa phải là mình thôi, mình dừng. Còn mà thấy nó cần nó loãng mình cho thêm. Chứ đừng có đổ nhiều một lúc á. Mình không kiểm soát được cái đó. Xong bây giờ nó cứng đơ luôn em ơi, nó cứng ngắc. Vậy là cái độ, có nghĩa là chị sẽ tưởng tượng như là cái miếng mọc á, miếng mọc của mình ấy nó dẻo như thế nào thì cái miếng chả mình làm nó sẽ dẻo như thế. Nó dính với nhau nhưng nó không có quá cứng. Nó có độ mềm á. Giống như cái miếng thịt mà mình xay ra thì miếng mọc á chị, nó mềm như vậy. Ở đây em sẽ cho vào. Ôi dồi ôi, quá lửa một xíu rồi. Thật không đổi một tí nào. Ôi em đi quá xa rồi các bác. Ôi dồi, nó hơi đậm rồi. Chưa lạnh quá. Thế này em còn có 3 miếng nữa xong. Sau đó mình quay ra mình xào thịt là ok. 4:30 là mình xong cái nồi này rồi. Sau đó mình ra thịt phẩm. Ăn cái chả này thì muốn là no thì chúng ta không chịu đói. Chúng ta có thể thêm mặt sen vào không? Mặt sen nghiền ra. Mọi người có thấy cái nước dùng của mình nó thơm không ạ? Rất lèo ơi. Nó thơm nhưng có bị đậm nhá. Bị đậm so hơn so với nước dùng. Nó có thơm của mùi 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 gia vị và vị thơm của mùi mắm nó bốc lên ạ. Mắm đắng dùng là mình nêm nước mắm với đường luôn hả em? Dạ không, cứ dùng chúng ta cho muối chị. Muối chỉ cho muối không thôi. Đấy là cho muối là em chỉ chia sẻ cách đấy, còn bình thường mình không cho muối cũng được. Mình cho vào lúc đây là em muốn thúc cho cái nước ngọt ra nhiều hơn thì em sẽ cho muối một xíu muối vào để cho cái độ ngọt trong rau củ nó tiết ra.
Nhớ là mình đang nói là nước dùng là cái nước lúc trước á, còn bây giờ là nước lèo thì có nước mắm nha Pavana. Nước dùng là nước để dùng để chế biến các đồ ăn thì nó chỉ có nước từ rau củ không thôi ạ. Còn nước lèo là nước đã có gia vị, hương liệu ở trong đó. Nước lèo là có nước mắm, nhưng mà nước mắm mình nêm sau cùng hay là mình nêm luôn nước mắm? Nước nấu sau khi mình sẽ đun cái nước cho cái có gia vị và mình đun sôi lên, sau đó rồi mình sẽ cho gia vị. Mình cho gia vị xong mình đun khoảng tầm 10 phút cho nó ra ra rồi mình sẽ đầu thử. Nó vừa miệng mình chưa? Như cái nãy em cho vào nãy không được cho thêm gì nữa là nó đủ rồi. Mình cho vào một tăng ra ngay luôn rồi, mình không cần phải chỉnh nữa. Ôi cái miếng này nó nhỏ quá. Rồi, xong. Xong mấy cái món này rồi 5 phút nữa em sẽ xào thịt. Là vừa 4 rưỡi mình ra món. Này làm hơi nhiều. Làm hơi nhiều cái nguyên liệu làm xả cho nên làm rán nó hơi lâu. Bình thường 8 miếng của em là khoảng tầm 15 phút là xong. 10 phút thôi. Đó, trên xong rồi. Rồi, xong rồi. Bây giờ cái nguyên liệu thịt này chúng ta sẽ xào. Có hai cách là sau khi chị xào xong thì chị cho luôn vào cái nồi nước dùng kia cũng được. Mình lúc đun sôi lên xong mình múc ra. Nhưng mà để em xào em để ngoài. Cái này thì mình có thể xào xong mình để như này. Mình để ngoài á chị, xong mình cho tủ lạnh á. Thì khi mình ăn thì mình sẽ xếp lên. Đó, mình có thể chế biến nó lâu, sau đó mình dùng được lâu. Thì mình có thể để ra ngoài xong rồi mình khi mình ăn thì mình xếp thịt lên rồi mình đổ nước dùng lên. Có cái thịt này mình để thừa thì mình nấu nhiều hơn một chút để mình chế biến các món khác, mình cho vào súp khác được, làm món nướng khác được, rất là tiện. Còn nếu không bác sĩ cho thẳng vào cái nước dùng á, cho thẳng nước lèo á, xong mình đun sôi lên cùng với cái động viên kia rồi mình chan ra bếp bếp được. Cái nước phở lên hơi ngả màu vàng một xíu là giảm, nhưng mà nó xong nó màu vàng xong vàng không bụng nhé. Rồi, sau khi xong thì em đã được một cái đĩa rồi. Đó. À! Sorry. Là cái mùi nó rất thơm ạ. Mùi thơm ở đây là mùi của thơm rau mùi, rau ngò á, khi mà chiên nó rất thơm. Sorry sorry. Đây ok là xong cái đĩa này rồi, còn bốn cái thì chắc là nó lạc rồi, em cho vào đi bác. Cho vào. Xin. À sorry xin. Dạ, cho vào rồi đúng rồi. Xin. Xin. Xin không? Yeah, let's put the water and stick. Mùi thơm. Em có mấy cái hạt chị à nó lên qua đi. Chị làm một công kỳ xong rồi lấy cái hạt, cái lá này này. Sau khi mình tạo hình rồi, mình cho vào chảo rồi, xong mình cho cái lá này lên này. Mình áp lên cái mặt của miếng chả này. Đó, xong mình lật. Thì khi xong rồi nó sẽ ra cái hình cái miếng chả có cái lá này chị. Nhưng mà cầu kỳ muốn đẹp, vừa ăn vừa ngắm á, để làm thêm cái đó. Hoặc là mình thích ăn thêm cà rốt mình cho vào cũng được, cho đẹp. Còn em thấy cái màu vàng này em thấy đủ rồi, không cho nữa. Cái này trong... Rồi. Mọi người ai mà làm xong rồi á, cái ngò nhí và cái ngò gai chúng ta sẽ thái nhỏ ra. Để chúng ta cho vào cái mắt phở, chúng ta ăn kèm. Cái này em cho riêng ra tại vì cũng nhiều. Tạo ấn lên cái mặt để xem nó có cứng nhé. Cảm nhận cái độ cứng là nó sẽ giòn. Mềm thì chưa được, tạo ấn tiếp tục chia. Đây là rồi 5 phút chúng ta sẽ đủ xào.
Em sẽ chắc bớt cái này ra. Chắc bớt cái dầu ra, chúng ta sẽ cho chúng ta xào luôn. Đi vào đây. Sử dụng luôn cái chảo này để em xào. Xào dầu nó không cần nhiều. Rồi, xong ta xào thịt là xong. Rồi em cho cái này vào em xào. Không có nhiều đâu. Khi mình xào, mình thấy các mùi thơm rừng nó bốc lên. Mắm. Rồi. Xíu nước nữa để cho nó mềm, nó bị nó không bị thấy quá xíu thôi, cho cái thịt nó mềm. Này mà ngâm qua đêm thì nó rất là mềm, mà mình xào luôn sẽ hơi cứng một xíu, nên mình phải cho một xíu nước vào cho cái thịt nó có độ mềm, nó không cứng của cái thịt khô, nó sẽ mềm như cái miếng thịt bò vừa nướng xong. Đào tầm 3 đến 4 phút, 5 phút là nó sẽ chín rồi. Khi mà chín rồi thì em sẽ cho vào bát, thì em bỏ phở lên, sẽ cho cái tốc này lên, em sẽ không cho vào nồi nữa. Thì mọi người thích cho vào luôn cũng được, cho ra ngoài cũng được, thì em muốn giữ tiết định đậm để kịp. Cho vào nước thì nó sẽ nhạt lên một xíu. Em thử cái này nha. Thử một chút xíu xem là nó đã ăn. Cái vị thịt nó vừa vị rồi. Mọi người nhớ thử một xíu mà cảm thấy mà cần vị trong người ăn, mọi người thêm nếm thêm nha. Đem nước của đấy là đủ rồi. Em không phải cho thêm cái gì. Mà vừa phải đậm vừa phải. Và có thêm cả cái vị của mùi nó của vị nước Hàn, nó thơm thơm. Cứ mình sang cái nước đây rồi cái nước Hàn nó sẽ quậy một cái mùi phở. Nó sẽ có một vị riêng. Thêm một xíu nước vào xong đây. Em đang ăn thử cái miếng chả chiên này ngon thiệt luôn á, nó thơm lắm. Có kia, cho chị hỏi nè, cái hạt chia vô để bổ thôi đúng không, để mình sử dụng chứ đâu không biết là nó nếu không có hạt chia thì sao? Cái gì ạ? Hạt chia đó. Chị nói gì thì cá đi thôi. Hạt chia mình cho một chả. Hạt chia. Hạt chia cho một chả. Nó có công dụng gì? Hạt chia có rất nhiều công dụng trên mạng xã hội em. Cái này có omega, cái này nó có cái hàm lượng omega rất là cao. Ok. Rồi cái gì ta? Cung cấp dinh dưỡng cho phù hợp. Dạ. Thấy đi ra ăn ngon quá hả? Ngon thiệt các cô. Rồi em dùng hạt chia hàng ngày luôn, em sẽ cho vào nấu làm salad rồi súp rồi ăn với sữa chua, thậm chí là cho chả em sáng như này. Nhưng với điều kiện mình ngâm nha, mình ngâm cho nở ra. Ít nhất phải ngâm khoảng 5 đến 6 tiếng thì nó tốt hơn là mình không ngâm. Nó phải ra được cái màng nhầy đó nó tốt. Nếu mà em có thể chế biến cái biến tấu, em bỏ thêm cái mè rang vô nó còn thơm nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cho cái mè rang vào ăn nó sẽ không hợp với nước phở chị. Cái này là em sẽ nấu theo sẽ theo cái hương vị của phở. Đó. Cái mè thì mình ăn riêng cũng được. Nhưng mà mình ăn cái nước phở thì cái cho nước mè vào nó sẽ phá vỡ cái vị phở. Nó hơi lạ. Nhưng mà tùy mọi người thôi, cái này là tùy vào cái style của mình. Cái này em xong thịt rồi nha. Rồi, xong bây giờ em sẽ ra món này. Để dọn cái đồ chả này, ăn cơm, ăn cháo thì ăn xôi vậy đều được hết thôi. Thoải mái luôn. Ngon quá. Không, nhưng mà hay cái là nó sử dụng cái những cái rau củ quả luộc á. Khi mà làm nước dùng rồi đó. Mình sẽ không bỏ bất cứ gì không gì. Không phung phí cái rau củ còn lại thì chúng có thể lấy ra mình cắt là mình xếp vào đĩa. Sau đó mình có thể
dưới là một ít nước sốt, nếu như mọi người có cái sốt mayonnaise chay mình cho lên, hoặc là mình có thể làm súp cho trẻ con ăn cũng được, hoặc là mình có thể làm món trộn á, cái này nó hơi mềm một xíu nhưng mà mình có thể cho một ít dầu giấm mà mình trộn đều lên mình ăn cùng, hoặc là ăn không cũng được, thì với em ăn không cùng nó nhai luôn. Đúng rồi. Nó ngọt sẵn rồi chị, mình không phải làm cái gì nữa luôn. Ừ, nếu mà đúng ngon thì đơn giản chấm với lại muối mè muối mè. Đúng rồi, nói chung là tùy sao của mọi người ăn của gì, mà có năng lực cái đồ này là mình nấu nó còn có độ giòn, cũng không bị đồng quá. Cái mức thì mình sẽ không ăn được, nó hơi đồng, nhưng mọi người cảm thấy vẫn ăn được thì ăn được, nếu thì nó sẽ bị đều quá. Rồi bây giờ em sẽ ra phở nha, cho mọi người quá. Em không nghĩ là em nấu ngon vậy luôn á cô. Dễ làm mà các chị. Là bây giờ phở này em sẽ cho khoảng tầm một người ăn chắc bát của người mình cho một muỗng hoặc 300 gram, tùy theo cái sở thích mọi người, thích ăn nhiều nước hay ít nước. Như em ăn vừa phải thì mình sẽ cho khoảng tầm 300 gram, khoảng tầm cái này thôi, vơi vơi này thôi, tí mình trong nước và nó nổi được vừa, mình cho nhiều bánh quá tí vào trong nước và nó cũng không có đẹp mà nó cũng không có ngon. Rồi sau đó mình sẽ quên, trời ơi cái ngò quên mất chưa thái ngò. Rồi bây giờ cái ngò này sẽ thái nhỏ nhá, đem cắt thớt rồi mình kéo cắt nhanh. Ngò dí và ngò gai chúng ta sẽ cắt nhỏ ra rồi chúng ta sẽ cho vào bát phở. Cái này nó không phở và thiếu hai cái này thì không phải là phở. Còn có rau quế nữa, quế chúng ta sẽ ăn kèm với giá chị. Chúng ta sẽ ăn kèm và rau ăn kèm, và cái rau này rau cho vào bát phở thì nó dậy mùi đấy. Rau ngò gai và ngò dí chúng ta sẽ cho vào bát phở dưới cái nước lèo lên để nó lên mùi. Himani ơi, em không có chuẩn bị để nấu hả Himani? Dạ em đang nấu á chị. Ủa hả, sao thấy ngon vậy, thấy bình tĩnh dữ vậy? Tại cái bếp của em phía bên kia, lâu lâu em cứ chạy qua chạy lại. Rồi, xong chúng ta cho cái này rồi, chúng ta sẽ cho một xíu cái chúng ta sẽ xếp cái này trước. Em sẽ xếp thịt lên trước. Rồi mình xếp thịt nhiên là em no luôn rồi, khỏi ăn phở luôn. Người nào muốn cái đồ ăn nhúng chém ngon á. Rồi sau rồi em sẽ cho cái này cho sau, mình sẽ cho nước dùng. Em sẽ bắt cái này ra để em lấy nước cho mọi người nhìn thấy. Bạn Thanh Hải, Thanh Hải có thể mở camera ra được không cho thăm cái mặt của chú coi. Mấy bữa dịch rồi đấy. Rồi nó có scare. Khỏe không? Em chuẩn bị nước nhiều nên chỉ ngồi xem và viết lại thôi cô, viết lại công thức thôi. Ok. Thực hành. Hải ở gần ở sân bay phải không? Đúng rồi cô Sa Khánh. Ừ rồi, khỏe hết, cả nhà khỏe hết hả? Khỏe cô Khánh. Vẫn còn đi làm á Hải? Không cô, hiện tại đang ở nhà tại vì dịch nên trung tâm người ta chưa có mở cô. Rồi, ta cho rau lên. Sau đó chúng ta sẽ vớt, em sẽ vớt cái đậu hũ này ra, em xếp vào chiếc bát trước. Cao ơi, cho bên không? Thôi lời Cao ơi, cái thịt chay ướp xong rồi xào ăn ngon như luôn á. Dạ, nếu mà chúng ta cho lên nó còn ngon nữa. Nó sẽ mềm và nó thấm nước thôi. Rồi, cho hai lát là được. Cái khi mà cái thịt mà các chị nấu rồi nó cái thịt này nó rất là mềm. Các bạn nhìn cái đồ hũ này nó mềm nó dai nha, nó không phải là bở mà nó mềm nó dai, không có bị béo và mềm dai. Và chúng ta sẽ cho nước dùng lên, chúng ta dưới lên đó, ngon quá. Em ra thành phẩm cho mọi người nhìn thôi, tí nữa em để đấy cho cái đường ăn xong nhớ chụp hình lại, mọi người nhớ chụp hình lại gửi cho chương trình. Rồi, cái nước nó sẽ ngập nha. Ta sẽ rắc thêm một xíu cái ngò lên trên nữa cho đẹp. Em sẽ cắt thêm tí ớt ở đây cho nó đẹp.
ăn thì thích thì mình ớt, bên em thì trình bày không? Đây gọi là sống ảo tí. Xong mình ngắm xong một tí mình lô ra mình ăn. Thì cái cây này cũng ok, mình dùng cái này luôn. Em thì em thích ăn tương ớt. Tương ớt nó bị đặc trưng, nó ớt xào á, sau đó cái phở nó lên mùi hơn là ớt tươi. Và cho tiêu bắc vào, ăn phở thì người Bắc thì thường thường là sẽ không bao giờ quên cho tiêu bắc. Rồi em sẽ cho vào đây. Himani ơi, chút xíu từ 5 giờ tới 5 giờ 21 phút là nhảy Kousuki 21 phút á. Ở cái zoom này luôn em giữ nguyên, em đi nhảy cùng với gì mọi người nha. Dạ em nhảy vài phút trước quá, lâu rồi em không nhảy á. Ok, tham gia đi rồi từ từ sắp xếp được nhảy luôn. Tại ở ai cũng nhắc hai vợ chồng là hai kiện tướng, Kousuki và Tanaka, mà bữa giờ không thấy ra mặt. Rồi bây giờ thành phẩm của em đây. Rồi sau rồi. Đây là một con lá. Tuyệt vời. Trình bày. Vinita ơi. Vinita đặt hàng liền. Bắt mắt quá. Đặt hàng liền. Cái nước nó sẽ hơi ngả màu vàng một xíu. Vinita đặt hàng liền. Sonika đi. Hai tô nha. Đi đi. How are you? Em fasting hả? À em sao em sao? À bữa nay em fasting. Đi đi. Đi. Hey. Để gần mai. Yeah, fine. Don't turn on see. I just think about where you are. Mai em lại chắc không ngon đâu chị Mai. Soon. Soon, soon, soon. Where you are? Mai ăn, Mai ăn. Mai ăn chắc không ngon đâu à. Hôm nay fasting nhưng mà em học nấu ăn cho nên em không fasting. Hôm nay ngày mai em fasting đó chị. Ừ, ok. Mọi người có sắp xếp. Wow. Có Santika cũng có gì ăn trong miệng kìa. Ăn gì đó em? À, bữa nay cái mạng khó dữ rồi nha. Chúng ta sẽ ăn kèm với rau này. Không thể thiếu chanh nha mọi người, ăn là phải bắt chanh lên thì mới lên được mùi, nó giống vị phở. Còn nếu ăn thiếu chanh thì vẫn ngon nhưng mà nó sẽ không lên được, cái vị chanh này nó quyện với cái vị ngọt trong phở á, nó rất là đặc biệt. Rồi đây cái rau này chỉ rau giá và rau húng quế, còn em thì em thêm cả, tại vì em đang nóng em ăn thêm cả rau dốc cá, rồi em cho tùm lum tùm la rồi cái gì ở đây ta, trong tủ nó có cái gì em cho hết, em trộn làm cái rau thơm em ăn cùng, rồi em thêm rau thơm. Rồi đó xong rồi. Ê, cái này ra mọi người nhìn thấy. À, Suleka ăn bắp. Ô, quên, Vasantika ăn bắp. Đơn giản vậy. Ồ, quên. Tình. Em thì cũng tình. Cái công thức này thì mọi người nấu không phải chỉnh sửa gì thêm. Thì mọi người nấu, nếu nấu nhiều hơn thì mình tăng lên gấp đôi số lượng này mà em đưa cả muối, mắm như thế. Theo cái thìa đấy ta đưa là dễ sử dụng, dễ không phải thích nhiều. Cảm ơn nhiều. Nanda Devi thử ngon không em? Mọi người có thể cho một xíu bún vào nước phở và mọi người đứng tại chỗ bình thường đây. Cô mở cho, cô mở cho cái tay em chắc cái bể dính rồi. Ok. Gia vị chúng ta sẽ cho một bát phở nha em, để đây luôn. Trời ơi, chuẩn nhà hàng, mở nhà hàng được Suleka ơi. Ăn cái này nha, nếu em ai có tương ớt thì em để đi ăn cái này, cái vị nó khác hẳn, ăn tương ớt tươi. Nó rất là ngon và nhớ là rắc thêm hạt tiêu. Phở mà không có hai cái này là không lên vị đâu, không chuẩn bắt. Cái chai tương ớt để nguyên cho người ta nhìn cái lắc không nhìn thấy. Nó là cái gì? Maggi hả? Ở nhà. Ở ra cái Maggi tương ớt. À rồi. Cái tương ớt mà mình xào á chị, mình tự nấu á. Thì nó ngon lắm. Em làm tự làm chứ phải mua đúng không? Không, cái này là mua nhưng mà cái tương ớt của nhà chị Kali ấy, mà ớt xào nhà chị Kali là chuẩn luôn, chuẩn phở luôn. Sắp tới. Người nào muốn thì chạy qua đây lấy nào. Đúng rồi, cái vị ớt xào này chị Kali tự làm á, cái ớt đó mới gọi là ăn phở chuẩn. Cô ơi, cô còn chuối không? Còn không. Đi qua đây. Đây là ớt sắp tới của thầy Khang làm nè.
ớt xào với lại xả với lại dầu. Còn mới nói xong mới hỏi. Chị em ơi, chị cô còn thấy không vậy? Lulica, thấy em nhắn tin cho con nha, con nha. Ok em. Dạ, cảm ơn cô. Ừ, cảm ơn. Lulica ơi, cho chị hỏi xí. Không, chị hỏi đi chị ơi, chị hỏi đi em nghe đây. Cái tương ớt đó, chị thấy tương ớt nào nó cũng có tỏi á em. Cái tương ớt mà nãy em đưa là nó có tỏi không? Không, không có gì ạ. Để em xem lại, không có đâu. Thì em quên xem rõ rồi. Ở đây cái này nó chỉ không bao giờ không có tỏi chị. Nó chỉ có nước, đường, ớt, rồi muối, rất ổn định. Cà chua cô đọc giấm, chiết xuất nấm men. Chiết xuất nấm men, tương tổng hợp thôi, không có tỏi đâu. Cái nấm men này mọi người đừng có hiểu là nấm nha. Là cái con men á, cái con men mà nó được lên mốc á, nó gọi là nấm men. Vì nhiều người ta nhiều người không hiểu lại gọi là đây là con nấm, không phải, mà là cái nấm nó được lên mốc lên men từ cái vi sinh vật loại men men mà trời ơi, đây gọi là nấm men, thế là chúng ta vẫn dùng được. Nhưng mà em khuyến nghị là nếu mà làm được ở nhà thì nên làm đi. Chị ớt thì nó xài chị càng là em kết em rất thích chị ớt này, ăn với phở rất là ngon. Cái cải thảo em cắt ra xong em bày mẫu cho mọi người ăn thử chưa, thử bát chanh lên xem nó có lên vị không. Cái củ cải rất là ngọt đấy. Ngọt lắm. Ai mà có thời gian thì lấy tất cả cái này ra xong rồi làm chả xong rồi cho vào tủ lạnh ăn dần. Ăn được hai bữa, ngon lắm. Rồi cái này em sẽ đây một đĩa rau củ luộc này, tí nữa ăn bữa tối luôn. Rau củ luộc. Ok. Chai. Ok. Xong rồi nha, cảm ơn cả nhà. Sâu cho em xem thành phẩm mọi người ha. Chưa xong à? Mọi người chưa xong à? Chị xong rồi nhưng mà chưa ăn á, cho nên chắc là lát nữa ăn thì mới bày ra. Sorry ca. Ủa chắc em phải ăn thử miếng. So I will finish in court. Yeah. Yes. Thank you. Cảm ơn Sureka. Cảm